chưa là mỏng. Thấy không nào? Và nó cắt cái này, nó cắt cái kia. Cho nên là gì? Đừng ham hố mà thấy đi gọi là chụp CT MRI mà chụp lần đầu tiên mà bị hư, mà lần thứ hai á mà muốn á lần thứ hai gọi là muốn chụp lại hả, nhiều anh hùng hổ lắm đó, thì không phải gì chứ ông nào khỏe lắm, lực sĩ khỏe lắm mà vô là quất cho một lòng một phát bột ra nhìn mặt ngu luôn, chứ đừng có nói lần thứ hai mọi người là không ổn là đi luôn ha. À, thì đây CT này nhiều lớp, đúng rồi, nói cho đây có phim phim của bạn nó nhiều lớp ha. À, mai mốt các bạn cứ đây là nhờ người nào học bên hình ảnh đó, mai mốt ra tha hồ CT em ra chụp rồi xong ra nhìn cái lớp đó, rồi bác sĩ cứ nhìn theo đó, rồi bác sĩ rồi nói bệnh đó, phẫu thuật như thế nào thế nào. Em ra cũng thế, chụp cộng hưởng từ cũng vậy, các bạn cộng từ thì gì, bạn vô bắt đầu nó quét theo một cái vòng tròn giống như một cái đồng hồ vậy đó. Đó, quét xong là quét, sau khi nó quét xong chụp xong là ra nhìn mặt ngơ luôn ha. À, cho nên khi gọi là chụp mà CT với MRI á là nói gì, chỉ chụp một lần thôi, rồi 2 đến 3 ngày sau á là các bạn mới chụp lại. Lý do vì sao mệt á ở đây thì gì, ở đây giờ có CT MRI bây giờ là cao nhất rồi, em còn em muốn cộng muốn chụp kiểu gì nữa, chụp CT MRI thì hiện tại bây giờ là công nghệ cao rồi, muốn gì nữa nào. À, chụp hại thôi, chụp không có hại gì đâu, em ăn đủ tia, mày nó bao nhiêu tia thì em ăn hết bấy nhiêu tia ha, được chưa nào. Cho nên như vậy, những người nào khỏe xong chụp ra nhìn mặt ngu là chỗ đó đó, tại vì ăn hết tia rồi, bác sĩ đâu dính tia nào đâu. À, không phải bác sĩ cử nhân đó, họ gọi chị nhau bên cạnh đâu có dính tia nào đâu, đột biến đâu ra mà đột biến, không có đột biến, người chỉ gọi là mê thôi. À, người nào mà yếu mà chụp lần thứ hai là đi luôn á. Ví dụ như đó 100, ví dụ cái đó nó kêu là ví dụ 128 lớp thì nó cắt thêm 128 tia thì các bạn ăn đủ 128 tia. Đó, các bạn nên nhớ là vậy. Kể cả CT, kể cả MRI. Các bạn ăn đủ tia, còn đối với chụp X-quang thông thường á, chụp X-quang mà các bạn hay thấy mà máy người ta chụp á là các bạn chỉ ăn có 1 tia. Còn trong khi đó là quét và CT MRI là các bạn ăn đủ tia. Đấy. Giảm trí nhớ, đúng, giảm trí nhớ tạm thời thôi. Sau khi các bạn khỏe lại thì gì? Thì trí nhớ các bạn sẽ gì giật lại, còn giảm trí nhớ ở đây thì các bạn chỉ giảm trí nhớ trong mùa thi thôi. Và lúc đó thì những người bán ví dụ Ginkgo Biloba hoặc là Piracetam là sẽ là bán chạy nhất. Đúng, cái này là dùng cho thuốc cảm quan, đó là dùng cho thằng MRI hoặc là CT bụng thì các bạn sẽ uống thuốc cảm quan, hoặc là có thể là chụp cường giờ ở tuyến giáp, bú giáp, cường giáp Azuro thì các bạn cũng phải là uống một lượng iốt vô rồi ta mới chụp được. Lấy đâu ra mà giảm tuổi thọ 5 năm cho một lần chụp dữ à? Hả? Nếu vậy thôi chứ ở đây ai dám đi chụp MRI em? Ừ? Em về em kêu là giảm tuổi thọ 5 năm cho một lần chụp thì bố ai dám? Ừ? Vậy thì cái như mà người bây giờ trong cuộc đời nó chỉ có 60 năm cuộc đời thôi mà một lần đi chụp như vậy thì mà lỡ mới 6 lần đi chụp như vậy là như hết nửa cuộc đời rồi còn gì. Ừ? Chụp cường độ bao nhiêu là ổn hả? Chụp một lần thôi. Yeah, sau đó là gì? Về ăn uống rồi sau chụp tiếp. Chứ chụp một lần mà giảm tuổi thọ 5 năm thì thôi là không ai dám chụp đâu em. Ha? Thế nào? Rồi, tiếp theo. Mình qua lại cái bài của mình ha. Còn cái CT em ra đó, mai mốt các bạn học vô chuyên môn này các bạn sẽ hỏi mấy thầy nhiều hơn ha. Mấy thầy ở trường mình thì toàn là những cái người gọi là làm ở các đã đi làm và hiện tại đang làm ở các cái bệnh viện lớn ha. Bên CT, bên MRI là bệnh viện 175, một viện 115, 175, 115 ETO, Đông Bình rồi 1A ha, rất là nhiều. Đấy, cứ tha hồ mà hỏi ha. Và trình độ còn ít nhất là từ thạc sĩ trở lên không, đi tu nghiệp ở nước ngoài về không ha. À, chỉ cho mình sẽ nói cho cặn kẽ hơn ha. Còn mình thì mình chỉ đi cài thôi, mình chỉ biết đi cài máy thôi, ngoài ra mình biết làm gì hết nha. Rồi tiếp theo về chúng ta nói về cái giao diện đầu hàng phần mềm ở đây thì khi các bạn nhìn vô một máy tính của các bạn thì đây các bạn sẽ thấy những cái icon đúng không, những cái biểu tượng và những cái mà phần mềm ứng dụng. Yeah.
Ví dụ như các cái biểu tượng ở đây như các bạn sẽ thấy là My Document nè, My Computer, My Network Play và Respin. Đó là đối với WDP thì những cái này bốn cái, một My Document nè, My Computer nè, My Network Play và Respin, thì nó sẽ có đầy đủ, hiện ra đầy đủ cho các bạn. Thì như nào? Nhưng mà từ Win 7, Win 8, Win 10 trở lên thì gì? Cái My Document này nó không có nè. Khi mà các bạn khởi động vô, các bạn chỉ thấy cao nhất là chỉ có hai biểu tượng. Một là Respin, hai là My Computer. Còn My Document và My Network Play hoặc là Control Panel chắc chắn sẽ không có. Được chưa? Chắc chắn sẽ không có. Đó. Đúng không? Có ai, các bạn nào đã thấy trường hợp này chưa? Bị trường hợp như thế này chưa? Win 7, Win 8, Win 10. Đấy. Các bạn nhìn thấy đó là gì? My Computer và Resubin. Còn đi muốn vào cái gọi là cái thư mục để mà lấy và download hoặc là My Document đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải có biểu tượng đó là cái Explorer ở phía dưới cái màn hình của bạn á. Đấy. Để vô cái thông tin. Như nào? Rồi. Sau đó là gì? Đến các bạn điều khiển như là Control Panel. Rồi sau đó đến các phần mềm ứng dụng như là ở đây là Firefox, Reader để các bạn đọc các file PDF hoặc là các phần mềm soạn thảo. Rồi. Và các thanh và các bạn nhìn vô đây, nhìn cái thanh ngang nè. Nhìn ở ngang ở đây á là các bạn biết là các bạn được ra được gọi là cái hệ điều hành của nó. Và hệ điều hành ở đây các bạn nhìn biết là các bạn biết đó là hệ điều hành của WinWinB. WinB bây giờ nó có một cái là dở, có một cái là gì? Mặc dù nó nhẹ nhưng mà nó dở, có một cái là các bạn phải cài driver. Các bạn muốn dùng gì các bạn phải cài. Chứ không giống như Win 7, Win 8, Win 10. Win 7, Win 8, Win 10 hiện tại bây giờ khi các bạn làm lại hoặc là gói lại thì nó tự động nó nhận driver hết. Được chưa nào? Còn đối với WinB này thì không có ha, các bạn phải làm. Đó. Win 10 tốt, Win 10 vẫn tốt nhưng mà gì? Lỗ hổng cũng khá khá nha. Lâu lâu lại dính một cái lỗ hổng, lâu lâu lại dính lỗ hổng, nói chung là không có gì gọi là tuyệt đối cả. Bất cứ một phần mềm nào không gì gọi là tuyệt đối, thằng nào cũng có lỗ hổng, ngay cả con người chúng ta cũng vậy. Ha? Người ta nói rồi, không ai gọi là tuyệt đối cả, chỉ có thuyết tương đối thôi. Ha? Đấy, chỉ có thuyết tương đối của Albert Einstein hết. Chứ gọi tìm một người tuyệt đối thì hơi khó. Các bạn đi gọi là cùng trời cuối đất mà may ra thì không biết được mấy người, sợ kiếm không ra người nào. Ha? Yeah. Cái lỗ hổng thì nhiều lắm. Bên Win 10 hiện tại lỗ hổng cũng khá khá chứ không phải ít. Mà lỗ hổng lớn không à, không phải là lỗ hổng nhỏ ha. Win 7, Win 8 bây giờ thằng nào cũng có lỗ hổng hết á. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta phân loại phần mềm. Thì ở đây bên mình phân loại phần mềm này, chúng ta sẽ có 3 loại phần mềm. Đó là phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và phần mềm phát triển ứng dụng. Đầu tiên về phần mềm hệ thống, ai nói phần mềm hệ thống là gì? Ai có thể nói thử nào? Theo các bạn phần mềm hệ thống là gì? Hả? Phần mềm hệ thống là gì? Ai nói ngay thử coi. Phần mềm hệ thống là gì? Ai nghe thử cái nào? Phần mềm hệ thống là gì? Là phần mềm có sẵn. Rồi. Một người gọi là phần mềm có sẵn. Gì nữa? Điều khiển phần cứng máy tính. Thì phần cứng máy tính. Rồi. Rồi còn ý kiến khác không? Rồi còn ý kiến khác không? Ai còn kia khác không? Thiết kế cho việc vận hành, vận hành và điều khiển phần cứng này. Là phần mềm máy tính, phần mềm hệ thống là phần mềm máy tính đã được lập trình sẵn trên hệ thống, lắp sẵn trên hệ thống, lập trình thì không có lắp sẵn đâu ha. Rồi về phần mềm hệ thống ở đây thì chúng ta chỉ có hai ý nhỏ thôi, đó là gì? Đầu tiên đó là các cái chương trình điều khiển hoặc là duy trì các hoạt động của máy tính và các thiết bị có liên quan. Bây giờ đó là đầu tiên, đó là gì? Là các chương trình điều khiển hoặc là duy trì hoạt động của máy tính để các bạn gì đi vô phải đọc được máy tính, nha, để các bạn điều khiển nó hoặc là điều khiển các thiết bị liên quan, ví dụ như các thiết bị âm thanh, rồi driver âm thanh, máy in. Ý thứ hai đó là chức năng của nó là gì? Hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng, phần mềm ứng dụng và phần cứng máy tính. Đó là cái chức năng của phần mềm hệ thống.
Và chúng ta sẽ có hai kiểu phần mềm hệ thống. Đó là gì? Hai kiểu phần mềm hệ thống đó là gì nào? Phần mềm gì? Hai kiểu phần mềm hệ thống. Đầu tiên đó là hệ điều hành. Thấy chưa? Hệ điều hành ở đây là các bạn tập hợp các cái chương trình và phối hợp tất cả các hoạt động của các thiết bị phần cứng. Với mục đích ở đây là gì? Để tạo ra cái môi trường giao tiếp giữa người với cái máy tính và các phần mềm khác như là Microsoft Windows, Mac OS là hệ điều hành của Apple. Yeah. Đó là cái kiểu phần mềm đầu tiên, đó là hệ thống. Thì thế nào? Thứ hai, đó là chương trình tiện ích. Thì cái chương trình tiện ích ở đây là gì? Cho phép người dùng thực hiện các cái công việc mà có liên quan đến cái việc ở đây đó là bảo trì cái máy tính, rồi các cái thiết bị và các dịch được cài trong cài đặt ở trong máy như là quản lý ổ đĩa, máy in và các thiết bị khác. Nha. Yeah. Đầu tiên thì hệ điều hành, thì hệ điều hành thì ai cũng biết rồi đúng không? Thì hầu như là ai cũng xài các cái hệ điều hành rồi. Như thế nào? Các hệ điều hành là Win nè, rồi MacBook nè, hoặc là iOS nè, Android nè, đấy thì các bạn xài rồi. Nghĩa là các bạn biết cái hệ điều hành đó rồi. Nó chạy như thế nào, có độ thông minh ra sao, rồi cái lỗ hổng bảo mật nó như thế nào. Đúng không? Rồi, còn chương trình tiện ích ở đây đó là gì? À, liên quan đến việc bảo trì máy, ví dụ là quản lý ổ đĩa. Các anh đã dùng chương trình quản lý ổ đĩa này chưa? Có dùng chương trình quản lý ổ đĩa chưa? Các ai dùng chưa? Hả? À, các ai dùng chương trình quản lý ổ đĩa chưa? Các ai dùng chưa? Chưa luôn. Đi cứng. Có nhưng mà các bạn không biết giờ, các bạn không chịu dùng thôi chứ. Có sẵn ở trong máy đó. Cái này là có sẵn ở trong Win rồi đó, có sẵn ở trong máy luôn rồi đó. Có nghĩa sau một thời gian các bạn xài là gì? Cái ổ đĩa của các bạn á, nó không phải là sắp xếp theo một cái trật tự nhất định nữa, mà lúc đó thì gì nó phân mảnh, nó phân nó nhiều ra. Ví dụ như cái tập tin này nó sẽ nằm ở chỗ này, hồi lâu thì nó nằm ở ngay cái vị trí A, nhưng mà gì? Sau khi mình xài một cái thời gian thì gì nó không nằm ở vị trí A nữa, bây giờ nó nhảy qua vị trí C, hoặc vị trí D, yeah. Nó sẽ nhảy lung tung hết và lúc đó thì là gì, phong mạnh ổ đĩa. Lúc đó thì các bạn sẽ gì, dùng cái chương trình để mà các bạn quản lý ổ đĩa này và sắp xếp theo nó trật tự nhất định như ban đầu. Cái gì? Thứ nhất đó là tạo một khoảng trống cho cái ổ đĩa. Thứ hai đó là gì, không làm nặng máy tính của các bạn. Ngành hình ảnh có cần am hiểu về máy tính không? Không em hiểu về máy tính thì sao các em cài được cái ví dụ như là để các em làm được em chụp CT, chụp MRI được em. Em nên nhớ là CT, MRI ở đây là nó đi qua gì à? Hả? Nó đi qua đâu? Nó đi qua chương trình của máy tính đây nè. Ta viết ra cái chương trình ha. Ta cài bước sóng ha. Là em theo bước sóng em chụp ha. Còn tần số bao nhiêu hertz đó thì gì? Ví dụ em chụp phần nào bao nhiêu hertz thì trong mai mốt em học chuyên ngành của em, chuyên môn của em thì em sẽ biết chụp chân nó khác, chụp đầu nó khác, chụp bụng nó khác nha. Ngay cả em trai cũng vậy, nó sẽ có một bước sóng nhất định, nó sẽ có các tần số và các tần số này cũng liên quan đến thời gì, máy tính. Công nghệ hiện tại bây giờ là gì, thời đại 4.0 rồi chứ không phải như thời đại cái gì hồi lâu á, khi không có máy tính là mình làm việc bằng tay, bây giờ có máy tính rồi. Được chưa? Cài theo tần số hét bao nhiêu hét đó, ví dụ chụp đầu bao nhiêu hét để vô. Bây giờ sau đó các bạn sẽ gì, bấm được chưa nào? Rồi gì, ngoài ra còn cái gì, kết nối gì nè, cái này còn kết nối là hình ảnh với lại cái gì, cái máy tính của các bạn để các bạn xem. Có một cái phần mềm, các bạn không phải là học mình hình ảnh không đâu ha, đừng có nghĩ là học hình ảnh là đơn giản, không có đâu. Hình ảnh là gồm có là gì, chụp X-quang và siêu âm. Các bạn siêu âm sao cho nó chuẩn xác ha, chụp hình ảnh sao cho nó chuẩn ha, để phim như thế nào ha, ngược bóng rồi sáng ngược bóng rồi có bóng như thế nào ha. Và khi các bạn cầm tấm phim lên là các bạn sẽ biết người đó chụp đúng hay là chụp sai, được chưa? Rồi tiếp theo đó là gì, tiếp theo là đến phòng máy in, được chưa? Thì cái chương trình này gì, khi cái máy in ở đây á, thì khi các bạn muốn in một cái máy, ví dụ các bạn mua một cái máy in về đúng không, thì các bạn sẽ cài một cái gọi là hardware hay gọi là phần cứng, phần mềm hay gọi là driver của máy in.
Thì thường khi mà mua một cái máy in á, thường thường là người ta sẽ bán cho bạn một cái đĩa, gọi là một cái đĩa driver của máy in đó để các bạn cài. Nhưng mà từ Win 8, Win 10 hoặc Win 7 thì ở đây nó sẽ tự động nhận driver của máy in, tự động nó sẽ cài và tự động nó sẽ nhận, được chưa? Nhưng mà gì, lỡ mà các bạn xóa đi á, nó chỉ cần một lần ở trong máy thôi, mà lỡ mà các bạn xóa đi, ngày hôm sau các bạn bỏ vô, nó không nhận lên đâu, nó không nghiện lên đâu, mà lúc đó thì các bạn sẽ gì, sẽ cài sẽ cài cái driver của máy in đó để cho nó chạy, không là nó không in ra được, nhớ nào. Rồi, đó là cái phần mềm hệ thống à. Giờ tiếp theo, đó là phần mềm ứng dụng. Thì phần mềm ứng dụng ở đây đó là cái chương trình này được thiết kế giúp cho người sử dụng một cách hiệu quả hơn, hoặc là nó sẽ hỗ trợ các cái công việc của cá nhân. Và ở đây chúng ta sẽ có hai kiểu phần mềm, đó là kiểu phần mềm đặt hàng, đó là phần mềm thiết kế một giống như là một thí nghiệm, hoặc là phần mềm quản lý khách hàng của một công ty. Ví dụ như phần mềm đặt hàng ở đây thì hầu như mình thấy các bạn chơi nhiều rồi đúng không? Ở đây hầu như ai cũng biết đến là Tiki này, Lazada này, Shopee này, đúng không? Hoặc là Sen Đỏ, có ai chơi không? Có ai chơi phần mềm đặt hàng này không? Có ai chơi phần mềm đặt hàng này không? Có rồi. Có hả? Thì các bạn chỉ cần ngồi tại chỗ, sau đó gì, các bạn chỉ cầm vô phần mềm đó, các bạn đặt, đúng không? Đồ ăn, thức uống, rồi gì người ta sẽ giao tới cho các bạn. Nó cũng giống như Grab ha. Không tiền vẫn chơi á. Không tiền chơi sao được? Chơi trong buồng hàng à? Chơi trong buồng hàng của ta vậy không? Đó là cái gì? Phần mềm quản lý khách hàng của một công ty, ví dụ như là gì? Điểm nhấn vân tay như thế nào? Hoặc là điểm nhấn vân tay chẳng hạn. Điểm nhấn vân tay của một công ty, ví dụ buổi sáng các bạn vô là người ta quyết định mấy giờ là các bạn phải điểm nhấn vân tay nè. Hồi lâu là còn quẹt thẻ ha, hồi lâu là mình nhớ là có quẹt thẻ. Quẹt thẻ này thì gì? Vẫn trốn được ha, vẫn trốn được cái điểm danh. Đó là gì? Nhờ một người vô và điểm danh cho nhiều người, được chưa? Cầm cái thẻ của người đó vô xong quét thôi, quét lên thì xong, quét cái mã như nào, sau đó đi ra đưa cho mỗi người đó mấy cái thẻ, rồi gì vẫn ăn sáng uống cà phê bình thường. Nhưng mà gì, bây giờ thì gì, quẹt bằng cái bây giờ là quẹt bằng cái phần mềm mà gì, vân tay ha, bằng quét vân tay, thì xin hứa rằng vân tay của anh nào thì anh đó nhấn vô thôi. Nhận đúng thì nó báo đúng, còn nhận đúng là nó sẽ báo sai. Ngày nào anh bấm đúng, ngày đó anh có tiền, ngày đó anh sẽ được chấm công, ngày đó anh có tiền. Còn ngày nào mà anh không là bấm á, bấm không đúng á, là người khác nhờ người khác bấm thì chắc chắn ngày đó anh không có tiền rồi, tại vì có điểm danh đâu mà có tiền. Rồi sau đó cuối tháng người ta sẽ xuất ra cái phần mềm như thế nào, người ta sẽ kết nối với cái máy tính và nó xuất ra đó, ngày đó cái người này đi làm được bao nhiêu. Nhiều lúc không nhận dấu vân tay, cái này là do nhiều lúc không nhận dấu vân tay này, cái này là do em, ví dụ em bị chày xước cái tay ha, thì gì nó vẫn nhận ra, nhưng mà do là quá trình mà khi các em làm cái dấu vân tay á, người ta có chỗ mà bấm 3 lần á, thì em phải để nhiều chỗ để các em bấm, đi à, để nó quét cái gì, nếu như quét ở giữa không được thì quét gì, thì quét phía trên, quét phía trên, quét phía dưới được là quét bên trái, quét bên phải. Đây là các bạn cứ để chết một chỗ. Cho nên là gì, khi có đó mà bị thương, ví dụ khi các bạn bị tổn thương, bị thương hay bị cái gì cái là rồi xong, nhớ nó không nhận cái giống tay của các bạn đó. Cho nên là gì, giống như là gì, ở đây các bạn xài iOS cũng nhiều, các bạn biết rồi, Android iOS mình nhớ là cũng có gì nhận dạng vân tay mà, có không? Từ cái đời mà 6S lớn trở lên là mình thấy là nhận dạng vân tay rồi, đến khi đó thì cho nên là gì, khi mà đặt cái password vào cái vân tay của để mở khóa thì tại sao người ta lại yêu cầu bạn ít nhất phải gần 10 lần như vậy? 10 lần như vậy, tại vì vân tay của mỗi người không có ai giống ai cả, và cái gì nó sẽ nó tìm cái điểm nhấn trên cái giống vân tay của bạn á, trên dưới ở giữa, đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài để nó quét. Và khi mà đúng vân tay thì bạn mới mở được cái điện, mở khóa được đúng cái điện thoại của bạn, còn đưa cho người khác là chắc chắn người ta mở không được, mà lúc đó gì sẽ bị khóa, được chưa? Phần mềm thứ hai đó là phần mềm đóng gói. Đây là một cái phần mềm mà nó quản lý cái thông tin cá nhân, nhắc việc, quản lý dự án, các phần mềm kế toán, hoặc là quản lý hồ sơ tài liệu, hoặc là trợ giúp các cái thiết kế. Ví dụ như là gì, quản lý cái thông tin hồ sơ, thông tin cá nhân ở đây thì từ từ các bạn sử dụng phần mềm đó là gì? Các bạn hay dùng, và hay nghe nói là phần mềm quản lý hồ sơ,
tại sao đến đó nó lại chích, nó lại ví dụ như bạn làm ở đó, ở công ty đó đúng không, sau đó bạn nghỉ việc, bây giờ mà muốn lấy hồ sơ gì thì đến đó người ta chích lục cái hồ sơ của bạn, hoặc là gì giống như là các bạn đi xin chích lục cái hồ sơ mà ở trên sở tư pháp. Ở đây là dùng mời quản lý hồ sơ, ở đây là người ta sử dụng chương trình đó là Access để người ta mà quản lý hồ sơ tài liệu của các bạn nha. Người ta nhận gõ cái ra, có nhiều người thì gọi là quản lý ở trên Excel thì không nên. Excel nhiều cái còn hạn chế, các bạn làm một cái bảng giao rất là dài. Còn ở đây thì các bạn thì quản lý thông tin ở trên Access thì các bạn chia sẻ rất là nhanh, từ hình ảnh cho đến này kia. Nhắc việc ở đây ví dụ như là note, bạn các bạn dùng các stick note hay gọi là các cái note, các cái nhớ, các bạn để lên màn hình, ví dụ như ngày hôm nay là làm cái gì, sau đó các bạn sẽ gì để gì, để chuông đúng không, để tiếng cái đến nó sẽ báo, đến giờ nó sẽ báo. Tiếp theo đó là quản lý các dự án. Ở đây thì thường quản lý các dự án này chúng ta dùng cho các cái sở ban ngành, ví dụ như là sở ban đầu tư, sở xây dựng thì người ta hay quản lý các cái dự án này, ví dụ ngày hôm nay đi kiểm tra ở đâu đó thì kiểm tra gì đó thì gì người ta sẽ dùng, thì ta sẽ lấy cái phần mềm này người ta quản lý. Bây giờ dự án nó làm đến đâu thì hành đến đâu rồi. Tiếp theo là các phần mềm mà kế toán, ở đây là chỉ là khai báo thuế giúp các doanh nghiệp hoặc là nhà nước khai báo thuế. Đấy, quản lý hồ sơ tài liệu, cái này là bên lưu trữ, và cuối cùng là phần mềm trợ giúp thiết kế. Thì phần mềm trợ giúp thiết kế ở đây là chúng ta có thể dùng đó là gì, Corel hoặc là AudioCAD, các phần mềm thiết kế vẽ. Đấy. Tiếp theo một cái phần mềm nữa đó là phần mềm phát triển ứng dụng. Đây là một phần mềm mà tạo ra các phần mềm khác, ví dụ như là phần mềm nhúng. Thì phần mềm nhúng ở đây ví dụ như các bạn chơi Facebook nhiều rồi đúng không, chơi Facebook, chơi Zalo, chơi Messenger đúng không ạ? Và gì các bạn thường các bạn nó nhắm vào cái hình này nó sẽ gì, khi các bạn nhắm vào hình này thì chúng ta sẽ gì liên kết đến cái trang gì đó đúng chưa, và khi các bạn bấm vào đấy thì nó sẽ gì, nó liên kết, nó lại nhúng cái đó, nhúng cái hình ảnh đó vào cái phần mềm và có đường dẫn đó rồi, thì các bạn chỉ gì nhấp vào cái hình đó rồi sau đó các bạn đi đến cái chương trình của người ta và các bạn đăng ký, các bạn dùng nha. Đó là cái phần mềm nhúng, giống như phần mềm kết nối vậy đó. Rồi, tiếp theo đó là cái quy trình mà phát triển phần mềm ở đây. Thì theo các bạn thì quy trình phát triển phần mềm thì phát triển qua mấy bước, đi qua mấy bước nào? Để phát triển một cái phần mềm chúng ta đi qua mấy bước? Đi qua mấy bước? Đi qua mấy bước? Đấy, nghe thử coi. Đây các bạn. Chúng ta đi qua mấy bước nè. Đi qua mấy bước? Đây các bạn. Để phát triển một phần mềm chúng ta đi qua mấy bước này, sẽ đi qua mấy bước, nó nghe thử coi, 4 bước, rồi 4 bước đó là gì, 4 bước đó là gì, thiết kế, rồi bước thứ nhất, 2 lập trình, rồi cái gì nữa, kiểm thử bạn cuối cùng rồi, triển khai rồi 5 bước thầy ơi, bước gì nữa, giải pháp yêu cầu, giải pháp yêu cầu 5 bước. Đầu tiên là thiết kế, cái này giống như là gì, tư duy, cái này giờ ở đây thì các bạn học bên đi đúng không, thì chắc chắn các bạn sẽ gì, mai mốt các bạn về có người thì làm bệnh viện, có người sẽ là có các phòng khám đa khoa, thì nếu như các bạn về mà các bạn thiết kế cái phần mềm của các bạn á, bây giờ thì ví dụ như là bên điều dưỡng thì các bạn sẽ thiết kế cái gì, chăm sóc bệnh nhân, cái quy trình chăm sóc như thế nào đúng chưa, và cái nào dùng chờ và đối với bệnh nhân nào thì dùng cái nào đúng không ạ, và cuối cùng mình giao phần mềm rồi. Ở đây để quy trình để phát triển một phần mềm này nó chỉ trải qua có 4 bước thôi. Đầu tiên là đặc tả, có nghĩa là như mà bạn ở đây giống như ở đây các bạn nói đó là thiết kế phần mềm. Thiết kế ở đây cũng hết, trước hết chúng ta phải dựa vào cái gì? Đầu tiên các bạn sẽ dựa vào cái gì để các bạn thiết kế nè. Dựa vào cái gì? Dựa vào gì nào? Để các bạn thiết kế phần mềm đó nè.
dựa vào cái nhu cầu, rồi một dựa vào nhu cầu, ok luôn. Hay là ý tưởng, rồi còn gì nữa không? Nhu cầu, ý tưởng, rồi sáng tạo hả? Sáng tạo. Tài liệu thiết kế, ui chưa gì muốn vô tài liệu thiết kế rồi. Ở một cái nữa đó là gì? Mà một cái này là xác thực của các bạn nhất nè. Đó là gì? Máy. Trả lời vô máy. Máy là công cụ của mình, chẳng lẽ mình là công cụ của máy. Máy. Tài chính. Các bạn viết phần mềm đâu cần tài chính đâu. Các bạn tự viết phần mềm cho các bạn thì đâu cần tài chính. Tài chính của các bạn bỏ ra cả thôi. Các bạn tìm máy. Hả? Chức năng tìm máy. Là sao? Nó rõ hơn tí nào? Nó rõ hơn tí nào? Các bạn dựa vào đâu? Các bạn có dựa vào cái nhu cầu thực tiễn của các bạn không? Các bạn có dựa vào cái nhu cầu thực tiễn không? Thì các bạn phải dựa vào cái nhu cầu thực tiễn thì các bạn mới ra được cái ý tưởng của các bạn. Chứ bây giờ các bạn không dựa vào cái nhu cầu thực tiễn của các bạn thì các bạn làm sao ra được cái ý tưởng đó? Ví dụ như ngay một mình người như mình đúng không? Nghĩa là mình là một dầu dầu mình dân IT đó. Mặc dù mình là dân IT, giờ các bạn cho mình viết một cái phần mềm. Viết được, ok, tôi viết nhanh lắm, tôi viết được. Nhưng mà gì? Giờ các bạn phải kêu, giờ bây giờ các bạn muốn viết cái gì chứ? Đúng chưa? Phải dựa vào cái nhu cầu thực tế đó. Giờ tôi sẽ đến vô công ty của anh, tôi coi được, tôi mới viết được là tôi sẽ viết cái chương trình gì. Nhưng bây giờ anh ngồi anh nói sao tôi biết? Anh nói chỉ một phần nào đó thôi. Còn giờ phải dựa vào cái nhu cầu thực tế của công ty anh nữa. Thì tôi mới tiếp, thì tôi mới có ý tưởng, để là tôi thiết kế cái trang web đó chứ. Nha. Cái này là các bạn thì dựa vào cái nhu cầu đây là thực tiễn để các bạn viết cho nào. Chứ đừng khi mà một cái đơn đặt hàng mà các bạn muốn đi là các bạn đi được đâu. Ha. Ở đây ví dụ như ở đây có các bạn điều dưỡng này, chăm sóc bệnh nhân nè, các bạn chăm sóc tại nhà luôn nè. Nha, khi người ta cần chăm sóc tại nhà thì các bạn có thể đến tận nhà nè. Có thể làm theo giờ. Như thế nào? Đó. Ví dụ chăm sóc khi mà gọi là chăm sóc tại nhà thì các bạn phải biết là chăm sóc cho ai chứ. Đúng chưa? Cái đó phải nghe người ta nói xong các bạn nghe người ta nói xong rồi các bạn đi tới, mình biết được hết mà bắt buộc mình đi đến gì? Thực tế mình biết được. Thì ở đây cái quy trình mà phát triển phần mềm của bạn sẽ gì? Qua bốn cái hoạt động cơ bản, đó là đặt tả, sau đó là phát triển, sau đó kiểm thử và cuối cùng là bạn cải tiến cái phần mềm của các bạn. Đặt tả đây hay gọi là gì? Cái ý tưởng của các bạn hay gọi là cái tư duy. Nha, qua trong quá trình thực tế các bạn làm như thế nào? Ví dụ các bạn làm cho một công ty hoặc là một cái bệnh viện thì các bạn đi vô bắt đầu các bạn là gì? Khi các bạn đi làm rồi các bạn nó mới phát sinh ra và từ đó thì các bạn mới có ý tưởng để các bạn viết. Chứ bây giờ nhảy vô kêu viết liền chắc viết cũng hơi khó à. Như thế nào? Thì đối với cái đặc tả phần mềm ở đây đó là gì? Đây là cái giai đoạn các bạn phải xác định được. Như thế nào? Đây là cái giai đoạn các bạn hiểu và xác định được những cái dịch vụ nào cần có trong hệ thống cũng như là những cái ràng buộc đối với cái việc mà phát triển và chức năng của hệ thống. Được chưa? Đó là khi các bạn đi làm. Thế nào? Các bạn đi vào thực tiễn các bạn mới thấy chúng ta cần những cái gì. Đấy. Chúng ta xác định mình đồng đó mình mới xác định được là chúng ta sẽ viết những cái gì. Vậy mỗi ngành nó sẽ có một cái chức năng khác nhau. Được chưa? Ví dụ như điều dưỡng thì gì? Chăm sóc bệnh nhân. Đó. Như nào? Chăm sóc bệnh nhân, tiêm thuốc và theo ý lệnh của bác sĩ đi theo từng bước. Trong chăm sóc bệnh nhân thì có gì? Tiêm này, truyền này. Rồi truyền đối với bệnh nhân bị gì, bệnh nhân nặng thì như thế nào, bệnh nhân nhẹ thì như thế nào, đối với trẻ em thì ra làm sao, đúng chưa? Hay gọi là điều dưỡng là gọi là làm dâu trong họ à. Đó, như thế nào? Đối với hình ảnh đúng không, hình ảnh thì chúng ta làm gì? Chúng ta chụp phim. Rồi chụp những cái gì, quy trình chụp ra sao, là gì, cái tần số mà để chụp như thế nào. Đấy, cái đó là gì, cái tư duy khi các bạn đi làm. Các bạn phải biết cái tư duy mà tôi bị nói đó thì gì, khi các bạn đi làm thì xin lỗi là nói là những đường buồn ha. Lúc đó là các bạn nhảy EQ liên tục, nhảy EQ liên tục, bạn hiểu không? Hiểu ý mình nói chưa? Các bạn hiểu ý mình nói không? Hiểu. Ở đây là có là gì, x-quang, hình ảnh nè, xét nghiệm nè, điều dưỡng nè, cổ truyền nè và y sĩ nè. Và khi các bạn đi làm nhà nước xin hứa rằng cái đầu của bạn nhảy số liên tục, nhảy liên tục, không bao giờ đứng im được. Nếu như các bạn đứng im là các bạn rớt. Các bạn đứng im là các bạn rớt chắc luôn. Dám hứa. Được chưa? Ngay cả mình đi để làm. Ngay cũng như mình thôi. Mình đi làm cái mình mà cái gì? Khi gì?
cấp trên nói mà mình chỉ biết ừ cấp trên nói đến đó mình làm đến đó là mình rất chắc luôn, rất đại chắc luôn. Lúc đó IQ các bạn mình nhảy cao hơn nữa. Người ta nói một nhưng mà phải hiểu được nhiều. Chứ đừng nói là người ta nói một mình hiểu một. À, ví dụ người ta kêu ừ tiêm cho bệnh nhân này tiêm xong để đó. Không có đâu. À, cho nên là gì các bạn tu gì các bạn đây phải gì? Yêu cầu đó nó là gì các bạn phải nhảy gọi là nhảy số liên tục. Nhảy số trong đầu luôn. Chỉ cần gì? Cấp trên nói xong là bạn phải nhảy số rồi. Hoặc là trong quá trình trong quá trình mà cấp trên của bạn mà nói là các bạn phải nhảy rồi, nhảy trong đầu là các bạn phải nhảy trước rồi, hiểu chưa? Đó. Chứ đừng kêu là gì sếp kêu ừ một là một, hai là hai, à, sếp kêu làm một việc là bạn hiểu một việc, không có đâu. Người ta nói một nhưng mà trong đó là nhiều, à, một việc nhưng mà một có s ở phía sau á, à, công việc đó đó, công việc sau chỉ có một việc thôi, ừ một việc nhưng một việc có chữ s ở phía sau á, bạn hiểu không? Bạn hiểu chữ S ở phía sau không? Hiểu không? À, hiểu chữ S ở phía sau không? À. Dạ hiểu rồi. Ừ. Đúng rồi, trong tiếng Anh người ta gọi là số nhiều á. À. Nhá, thì các bạn phải nhảy rồi. Nhìn này ngay cả mình đây vậy thôi. Người ta nói một việc, giao việc khi mà sếp nói một việc mình phải hiểu nhiều chứ đừng hiểu một. Các bạn hiểu một xong về các bạn đi gì là mất công các bạn ra tên. Rồi người ta không có thời gian rảnh đâu mà người ta phải chỉ từng cái cho các bạn, không có. À, mỗi người đều có một công việc mà kia là giao việc hoặc điều gì nhớ là nhảy số và làm nha. Mai mốt các bạn đi làm về cái làm nhà nước cũng vậy thôi. Đấy, khi mà sếp nói một là các bạn phải hiểu rồi đó. Ừ, nhảy xác định ngay trong đầu đi, nhảy số liền. Đấy, và sau đó làm. Ừ. Đó là cái đầu tiên là chúng ta nói về cái tư duy của bạn nhảy số. Và mình nói thẳng luôn ha, hiện tại bây giờ là gì, các bạn nhìn như thế nào thì mình không biết, cho hồi lâu mà mình đi học là mình gì, khi đi học đó là các bạn cũng gì cũng lấy nhảy số trong đầu hơi bị nhiều á, thì ít đâu ha, chứ đừng nghe nói ừ thầy nói một là hiểu một, thầy nói hai là hiểu hai, không có đâu. Các bạn phải hiểu sâu hơn, hiểu rộng ra hơn, chứ đừng có bó hẹp lại ha. Các bạn bó hẹp lại là các bạn thua, được chưa? Lúc đó là gì, đến khi mà các bạn nhồi nhét ở trong đầu của bạn, nhồi cỡ nào nhồi các bạn cũng vô được đâu nha. Rồi tiếp theo cái thứ hai đó là gì, phát triển phần mềm. Phát triển phần mềm ở đây đó là gì, đây là một cái giai đoạn xác định cái hệ thống sẽ làm gì và hoạt động như thế nào và trong điều kiện phần cứng phần mềm và cơ sở hạ tầng mạng ra sao. Rồi giao diện sử dụng, các cấp form và các báo cáo sẽ được sử dụng và các chương trình cụ thể, các cơ sở dữ liệu và các cấp file mà các bạn sẽ cần. Đó là trong giai đoạn mà các bạn phát triển phần mềm này. Không hiểu ý sao tư duy được thầy, không hiểu ý sao tư duy được. Bây giờ hỏi người ta nói em một cái ý đó mà em không tư duy ra được nữa thôi thì chịu luôn. Nếu như em không hiểu thì em không thể nào làm được, dám chắc luôn. Nên em nên nhớ là mai mốt thì em đi cũng vậy, mai mốt em đi làm thì em mới thấy cái đó ha. À, được chưa? Không hiểu ý sao mà em tư duy em làm được. Các em yên tâm đi, các em đi làm đi, các em không hiểu ý là các em ăn chửi thôi. Ăn chửi nhiều rồi cũng phải tư duy mà thôi. Còn nếu như mà ăn chửi mà gọi là chạm đến cái lòng tự ái, em biết đâm suy nghĩ, xin mời em nghĩ việc dài dài ha. Được chưa? Đấy, yên tâm đi, mai mốt em đi làm thì em sẽ thấy cái tư duy của em nó nằm ở đâu. Và về mai mốt em vô chuyên ngành được, em sẽ thấy cái tư duy của em nó như thế nào, nó sẽ nằm ở đâu, tư duy ra làm sao ha. Vì đây là học bên gì, học bên gì đây, em học bên ngành gì ạ, học bên ngành gì đây, cổ truyền hả? Ây da, cổ truyền đây mà em không tư duy ra được nữa thôi à, vui à. Cái cổ truyền này cũng hơi mệt, đang phải đùa. Liên quan đến cái gì? Cổ truyền là huyền xoa bóp nè, bấm huyệt nè, dưỡng sinh nè, châm cứu nè. Được chưa? Ví dụ như người ta bị đau, ví dụ như bị đau vai gáy chẳng hạn, người ta ở châm cái huyệt ở này. Không lẽ em châm có huyệt? Không lẽ châm một cái huyệt đó thôi? Đó, không lẽ em châm có huyệt đó? Đó. Người ta nói huyệt nào em châm huyệt đó à? Đúng không? Trong bên là ừ trong cái hiện chỗ ví dụ như cánh tay chẳng hạn, mình không nhớ cái huyệt đó là huyệt gì,
Nhưng mà rồi gì? Thì chăm ở đâu? Ở một cánh tay đó mình phải chăm các cái huyệt khác, chứ không phải đi chăm một huyệt đó đâu. Rồi khi có đi, các bạn đi bắt kim để chạy máy châm cứu cũng vậy. Các bạn bắn như thế nào? À, rồi yên tâm đi, mai mốt các em vô chuyên ngành thì các em sẽ biết nha. Được chưa? Châm nhiều chỗ. Không, châm nhiều chỗ này có nhiều ý lắm. Châm nhiều chỗ ở đây đó là gì? Ví dụ các bạn đau bên nào, các bạn nên nhớ các bạn bên đi học cổ truyền là chuyên gia chỗ ngược, chứ không bao giờ đi chỗ xuôi, giống như là các bạn điều dưỡng hay là y sĩ ha, cổ truyền là đi chỗ ngược. Ví dụ các bạn đau bên phải thì các bạn đi chỗ bên trái, chứ không bao giờ mà đau bên phải mà chỗ bên phải cả. Được chưa nào? Người ta đau bên phải nhưng các bạn đi gì? Đi chăm bên trái á, chứ không phải là các bạn chăm bên phải đâu. Và ngược lại, người ta đau bên phải, người ta đau bên trái thì các bạn chăm bên phải. Các bạn nên nhớ, đi học cổ truyền là các bạn đi chữa ngược. Còn vì sao mình nói là chữa ngược á, thì mai mốt các bạn học đến cái chuyên môn của các bạn đi, các bạn sẽ hiểu vì sao mình nói là chữa ngược. Đó. Được chưa nào? Rồi. Còn đối với giai đoạn mà phát triển phần mềm ở đây đó là gì? Chúng ta chỉ dựa vào các điều kiện phần cứng, phần mềm và các cơ sở của hạ tầng mạng. Được chưa nào? Và các cái giao diện của người sử dụng. Đúng này, anh Nghĩa này, bạn Nghĩa nói đúng nè. Đó là gì? Nguyên tắc đối chéo, đối xứng chéo của đảo. Bán cái đảo phải thì gì? Điều khiển bên trái. Còn ngược lại, bán cái đảo trái thì điều khiển bên phải. Được chưa nào? Đó. Cho nên khi các bạn chữa là chữa này chữa ngược. Bên đau, bên không đau. Cái nhiều lúc là gì? Bệnh nhân cơ, ủa tôi đâu bên này sao có chị không chăm? Ừ thì lúc đó là sao? Các bạn phải tư duy ra thêm. Đúng chưa? Không lẽ các bạn đứng giờ các bạn nói, ừ theo đi học của thiền của con là bác đâu bên nào là con chữa ngược? Không có đâu ha. Lúc đó bạn nói ra là ăn chữa chắc luôn á. Tại vì cũng phải bắt một hai cái kia ở bên cái chỗ đâu cho họ. Rồi sau đó vẫn chạy như bình thường. Để tạo một cái lòng tin thôi. Xong. Ừ, năng động lắm, hoàn thành được cái nhiệm vụ đúng chính xác. Ở đây này có à, ở đây có chị gì đi làm rồi nè, 12 12 12 01 33. Ừ, là cuối năm bao nhiêu là khi các bạn mà cưới. Ừ, người ta nói một bạn hiểu môn là cuối con là gì, cuối năm hoàn thành được là gì, gọi là thường có một đánh giá là gì, đánh giá cuối năm à, không hoàn thành nhiệm vụ rồi, thấy không hoàn thành nhiệm vụ là mất trả tiền thưởng rồi đó à, ít nhất bao nhiêu hoàn thành được nhiệm vụ còn có tiền thưởng, hoặc là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là được thưởng à. Còn như thế có hoàn thành nhiệm vụ rồi mất hết tiền thưởng luôn à, cứ yên tâm đi, học xong rồi sẽ biết. Rồi tiếp theo ở đây là các bạn phải dựa vào các form và các báo cáo à. Khi điều trị không bệnh nhân nào nghe, nhưng khi thăm bệnh nhân nó ơi, cái này là chuyện thường, cái này xảy ra là chuyện thường à. Rất là nghiền cái chỗ, vui là vui ở chỗ đó, cho nên gần đi làm có nhiều cái vui lắm nha. Khi bác sĩ khám nó không hỏi bác sĩ bất cứ con nào đó, bác sĩ nói cái gì dạ dạ đúng hết nha, dạ dạ đúng cả, đúng không à. Mình kể cho bạn một câu chuyện này vui thôi à. Ở đây chắc là cũng như có nhiều người làm nhà nước rồi đúng không à, làm bên ngành y á, mình về chắc cũng có gia đình, cũng có người làm bên ngành y rồi. Bây giờ nào à, mình nói đến nói câu chuyện vui, nói đến hồ sơ bệnh án thôi ừ, nói hơn ngoài rìa một tí mà nói chuyện vui thôi. Đó là gì? Trong hồ sơ bệnh án của các bạn xây cái gì à, khỏi à, đỡ và đỡ nhiều à, cuối cùng là không khỏi, đúng không? Có bốn cái đó trong hồ sơ bệnh án, đúng không ạ? Có không ta? Mình nhớ là có đấy, mình nhớ là có mà ba cái hay bốn cái thì mình không nhớ lắm, đúng không? Ở đây có chị gì bên cổ truyền là 12 12 nè, có làm bệnh án chưa, trong hồ sơ bệnh án á thì thường mấy bước các bạn đi làm hồ sơ bệnh án, trong hồ sơ bệnh án thì có đó là khỏi nè, đỡ nè, giảm nhiều nè, đỡ nhiều nè ha. Thì mà có một câu chuyện vui đó là gì, khi đi vô á hỏi có đỡ không, kêu không đỡ, đúng chưa? Không, hầu như mình thấy ở bệnh viện nào nó cũng có bốn cái đó hết. Vì đây là bộ, đây là theo cái hồ sơ bệnh án của bộ, theo mẫu chuẩn của Bộ Y tế rồi đó, theo mẫu của Bộ Y tế chứ không có bệnh viện nào mà dám sửa cái đó đâu ha. Cái tờ đầu tiên á thì có một bệnh nhân vô khám,
thì mình ở đó mình cũng đi khám thôi, không có gì cả, đó là mình cũng đi khám cho vui thôi. Cái là người ta hỏi là bệnh nhân là có đỡ không, kêu không đỡ, và đúng thì đúng chưa, cái đó là đúng không, khi vô khám hỏi có đỡ không, kêu không đỡ, chính xác là không đỡ thôi, mình thấy đúng không đỡ, tại vì mình nghĩ chúng ta ở trong đó chắc là người ta đau sao đỡ được, người ta đau người ta muốn đi khám, không đau người ta đi khám chứ, đúng chưa. Rồi một cái nữa sau đó là gì, người ta điều trị khoảng bệnh viện y tế này cũng có, mà trong bệnh viện y tế cũng có điều trị khoảng có 15 ngày thu dung, bây giờ hầu như bệnh viện này đúng rồi. Ôi chẳng như cái có bông nằm sát bên chỉ có việc nằm ăn đừng ngủ thôi rồi vô luôn những cái gì vậy. Rồi sau đó thì người đó nằm điều trị khoảng 15 ngày. Đấy chưa? Nằm điều trị khoảng 15 ngày sau đó người ta xuất viện. Thì mình cũng đúng cái đợt đó mình là đi tái khám, mình thấy bác sĩ hỏi là đỡ nhiều không? Kêu dạ đỡ nhiều. Đấy, đó là một câu chuyện vui. Đó là gì? Tại vì sao mình nói được cái câu chuyện đó vui như thế này? Theo mọi người nghĩ là vì sao là đỡ nhiều và vì sao là không đỡ? Chỉ cần tư duy ra được hai cái đó là các bạn sẽ thấy là một câu chuyện vui rồi. Đúng chưa? Khi đi vào khám á, bà đi có một mình à, hỏi có đỡ không? Kêu không đỡ, đúng chính xác, đâu ai đỡ bảo đâu, phải tự đi à. Đúng chưa? Đúng không? Nên khi ra viện, đúng chưa? Đến khi ra viện hỏi đỡ nhiều, đỡ nhiều không? Đỡ nhiều, tại vì là hai người sát nách hai bên phải nhiều không? Thấy hai là xuống nhiều chưa? À, kẹp nách hai bên dẫn qua đi mà. Đấy. Nó là thấy đỡ nhiều chưa? Thấy quá nhiều rồi còn gì? Đúng không? À. Đúng rồi, lúc đó là đuối rồi, hết sức rồi đó. Đó là bị đau khớp gối và bị thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp mà coi như là chữa lâu rồi, lì, không chịu nghe. Vô nó hoành tráng lắm, như thế này như thế kia. Lên rồi mới thấy là gì, lên rồi bác sĩ châm rồi chích cho hồn đó là đuối. Đó. À. Mình nói chung là đi viện đi ít lắm, không đi nhiều đâu à, đi nhiều mệt, do đó hít thêm cái mùi mà thêm nhận được cái gì, nhưng mà yên tâm mai mốt các bạn sẽ hít cái mùi đó là cái gì, các bạn sẽ quen, và đến khi mà không có thì gì à, học bác sĩ cần tập gym không hả à, nếu như mà em muốn tán người yêu trong đó thì em có thể tập gym được à. Rồi, tập gym trong trường hợp đó là gì, bảo vệ mình trong quá trình mà cấp cứu ha. Cái này thì chắc chắn những người nào mà làm phòng cấp cứu, về phòng cấp cứu thì chắc chắn thì có đô lần sẽ bị ăn đòn oan tí, với lý do là gì, người nhà bệnh nhân quýnh không cần điều kiện, không quýnh không còn biết lý do được à? À. Quýnh không còn biết lý do, thích quýnh là nó quýnh thôi, đúng rồi, phải không, phải tập gym này chứ. Ví dụ như là các bạn là y sĩ học cổ truyền, là y sĩ đa khoa này, phải đảnh nè. Mai mốt các bạn mà gặp trường hợp mà gì Tết các bạn hay trực cấp cứu một năm á, à, vui nữa. Vừa mới nhảy xuống thôi, chưa cái gì hết là bị đúng quả nó quýnh trước rồi. Tại vì sao? Mình chưa cần giải thích là mình làm bên một năm hay gì hết, mà các bạn nhảy xuống là gì, nó không biết là cứ thằng nào mà cứ nhảy từ trên xe mà nhảy xuống là nó đè đầu nó quýnh trước, vì thằng này là gây ra tai nạn ăn đòn trước thôi, nó quýnh thôi. Ừ. Dạ. Yeah. Bác sĩ còn hoành tráng nữa là cởi áo blue ra, kêu bây giờ ta không cứu nữa, ta đi về ta ngủ. Rồi xong ha. Nha. Cho nên là gì, ít nói chung là làm bác sĩ thì nhiều lúc ăn đồ hoa là bình thường nha. Làm bên ngành đi, ăn đồ hoa bình thường, sao cả. Rồi giờ bác sĩ đám bệnh nhân thì mình chưa thấy ha. Nha, bác sĩ nói bệnh nhân thì mình chưa thấy, chứ còn mà bệnh nhân quýnh bác sĩ, bệnh nhân mà thấy người nhà bệnh nhân phi vô quýnh bác sĩ mình thấy nhiều rồi. Mình đúng mình cười không mà mình biết làm gì hết, mình đâu có nhảy vô làm được gì đâu. Nhảy vô càng thì mình đi về hơi khó, thấy cái đường mình đi về là không có rồi đó. Ừ. Rồi thì hôm nay tiếp tục chúng ta nói tiến vào cái phần mềm mà phát triển phần mềm ha. Nha. Ở đây thì khi mà các bạn làm ở bên đi á, thì các bạn sẽ dựa vào các form và các báo cáo ở đây, đó là của Bộ Y tế. Như bên điều dưỡng sẽ có khác nè, rồi bên điều dưỡng sẽ khác, bên cổ truyền sẽ khác, và bên
bên của chị sẽ khác và bên hình ảnh nó sẽ khác ha. Nó sẽ có những cái form báo cáo khác nhau, kể cả bên giường nó cũng có những cái form báo cáo nhất định. Và theo quy định của đây là theo quy định của Bộ Y tế. Đi à. Rồi, tiếp theo đó là các cái chương trình cụ thể của các bạn, ví dụ như là các bạn sẽ nhìn đó là cái chương trình gì và dựa theo các cơ sở dữ liệu và các cái file sẽ cần, thì cái file cần này các bạn sẽ gì? Khoa sẽ cung cấp những cái khoa đó, có khoa nó sẽ cung cấp cho bạn. Được chưa? Rồi, tiếp theo là đến giai đoạn đó là triển khai thử phần mềm, kiểm thử phần mềm của các bạn. Đó là giai đoạn kiểm thử phần mềm trên cái hệ thống và hệ thống hiệu quả, cái hệ thống mà hiệu chỉnh những cái sai sót và kiểm thử cái sự chấp nhận của người dùng thông qua. Yeah. Đây là cái giai đoạn mà chạy thử phần mềm. Bắt buộc phần mềm của các bạn ở đây nó là gì? Phải chạy trên tất cả các hệ điều hành. Được chưa? Ví dụ như là hệ điều hành không lẽ không người nào mà viết cái một cái hệ thống mà chạy trên một cái hệ điều hành Win 7 đâu. Mà người ta khi các bạn viết là các bạn phải chạy được trên tất cả các hệ điều hành Win 7, Win 8, Win 10, kể cả một Win thấp nhất, Win bì cũng phải chạy được. Được chưa nào? Tại vì nếu như mà các bạn mà chỉ làm trên một cái phần mềm thôi, chỉ làm bên trên một cái phần mềm nhất định thì chắc chắn là cái của bạn không bỏ qua rồi đó. Thế bây giờ người ta xài Win 8, Win 10 nó cao hơn của các bạn, mà bây giờ các bạn bỏ vô nó không chạy được, coi như là phần mềm của các bạn đâu được cái gì đâu, đúng chưa? Và cuối cùng đây là giai đoạn mà cải tiến, có nghĩa là sau khi mà cái giai đoạn mà kiểm thử chạy được ok rồi, thì sau khi mà chạy trong quá trình chạy như thế nào, thì nó sẽ có những cái sẽ gọi là phát sinh những cái mà thay đổi, thì lúc này thì bạn sẽ là người gì thay đổi cái đó và các bạn phải viết như thế nào. Và đây là một cái giai đoạn thay đổi phần mềm để mà đáp ứng những cái yêu cầu thay đổi của người dùng và môi trường về cái phần cứng cũng như là phần mềm. Được chưa? Đấy. Đó là bốn cái giai đoạn của bốn cái hoạt động cơ bản của quá trình mà phát triển cái phần mềm này. À. Rồi. Bây giờ thì chúng ta nghỉ gia lao một tí. Recording stopped. Khoảng 3 giờ chúng ta dọn lại. À. Như thế nào? Nha, chúng ta nghỉ gia lao tí nha.
Rồi, ta tiếp tục ha. 185 người. Ủa, nãy thấy 200 mấy đi giả đau hết rồi. Quá luôn. Trường mình là trường hệ thống ngoài công lập em ha. Em có lên mạng em search trường hệ thống ngoài công lập là gì là người ta sẽ nói cho em ha. Gì? Chưa mua máy chụp hình luôn à? Ồ, có người nghệ sĩ luôn nè. Nhiếp ảnh gia nè. Ừ. Chụp hình bây giờ mua máy Canon nè. Mua máy Canon chụp nè. À, mua thêm ống kính nữa. Đỡ sắm, sắm nguyên dạng. Đó. Trời ơi thầy ơi, cần ghi chép bài đầy đủ không thầy? Đã nói rồi, học cái này mình nhớ bữa đầu tiên mình đã nói rồi mà ta. Học cao đẳng hoặc là đại học nó khác với học trung học phổ thông, được chưa? Cái này mình nhớ mình nói rồi mà. À, mới vào à? Rồi nên nhớ rằng cái gì, các em học trung học phổ thông là các em ngồi phải ghi chép bài đồ này kia
Nhưng mà đối với đối tượng mà cao đẳng á thì gì? Đối với cái hệ mà cao đẳng hoặc đại học thì các bạn có thể ghi bài hoặc không ghi bài tùy theo các bạn, miễn sao các bạn nắm được ý là được. Yeah. Và thứ hai nữa là không phải là thầy học ở đây nó sẽ khác với cái học trung học phổ thông, đó là thầy cô sẽ đọc cho các em người ghi người chép. Mà đối với cái hệ cao đẳng này thì gì, các em sẽ là sẽ ghi những ý chính ở trong cái bài đó. Ghi ra mình làm sao các em dễ nhớ. Và ở đây thì các em học theo cái giáo đồ đó, gì em sẽ đúng là tư duy. Không sao. Chả sao, Nguyễn sao nó vô điện chạy được là được, không sao hết. Cho nên là khi các em học ở đây là gì? Thứ nhất là tư duy của các em. Thứ hai đó là các em chỉ ghi cái ý chính thôi. Ví dụ như cái bài đó các em muốn ghi cũng được mà không ghi cũng được. Ghi những cái ý chơi, nếu như em mà nắm bắt được luôn, nắm được bài luôn thì em phải ghi. Bây giờ nào? Cái này để mà một cái còn đối với cho học mà theo sơ đồ mà tư duy á, sơ đồ cây hoặc là sơ đồ bàn tay đó là gì nào, sau này khi các em mà khi các em học là lên cao đẳng ở đây á, xin lỗi mọi người tí nha.
đi nhậu rồi nghỉ. Nghỉ thì ơi, nhậu ơi. Học ở cái mà cao hệ cao đẳng này á thì các bạn chỉ cần tư duy thôi ha, chưa? Cho tư duy mà các bạn nắm bắt được ý chính đấy, thì như nào? Không, xin lỗi, nãy giờ mình có việc ha, nên là các bạn chỉ nắm bắt ý chính rồi các bạn ghi ra, chứ các bạn không phải ghi là 100% là mình nói những cái gì là các bạn phải ghi 100% cái đó đâu ha. Với lại cái phần mềm tin này đó gì, các bạn đã học gì cái tin học này, các bạn đã học với cấp 3 rồi mà. Mình chẳng qua là ôn lại cho mọi người thôi. Ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Recording in progress. Đó là bốn cái quy trình của quá trình mà phát triển phần mềm, đó là đặt tả này, phát triển này, kiểm thử và cải tiến. Yeah. Đó là bốn cái ý ở trong cái mà phát triển phần mềm. Rồi. Bây giờ tiếp theo đến một phần mềm, đó là phần mềm mảng nguồn mở. Thì cái phần mềm mảng nguồn mở này giống như là điện thoại mà khi các bạn mua về, vì cái điện thoại của mình là không như là gì à, hàng sách tay cũng có và hàng chính hãng cũng có, đúng không? Hàng sách tay với hàng chính hãng nó khác nhau chỗ nào không? Hả? Thế các bạn, hàng sách tay với lại hàng chính hãng khác nhau chỗ nào không? Tốt hơn. Hàng nào tốt hơn? Hàng sách tay thôi. Ừ, hàng sách tay nó tốt hơn hả? Nhưng mà gì, khi các bạn mua một cái hàng sách tay về đây đó thì bắt buộc nó là gì? Ừ, nó rẻ hơn. Đi à? Đó là cái chế độ bảo hành các bạn không có ha. Hầu như các bạn sẽ không được gọi là hưởng bất cứ một cái ưu đãi nào từ cái nhà sản xuất cả. Thì hàng đó hàng stay, rồi người ta hay gọi là gì, hàng trôi nổi và hàng không có hóa đơn. Yeah. Hàng không có hóa đơn thì gì, lấy gì đâu ra mà để có bảo hành đồ này kia, đúng không? Đó. Còn khi mà các bạn mua, ví dụ như các bạn mua điện thoại, một con điện thoại ở cái FPT hoặc là ở Thế Giới Di Động, thì các bạn sẽ được hưởng các cái chính sách ưu đãi ở đó, ví dụ như là bảo hành nè, miễn phí nè, bao rồi về thay pin miễn phí rồi này kia, đúng không? Còn nếu như mà các bạn mua mà hãng sách tay về không có hóa đơn thì gì, các bạn sẽ không được hưởng các cái chính sách đó. Khi các bạn mà muốn mở được cái nguồn đó, thì muốn mở được mà iCloud, xóa iCloud đó, thì các bạn phải mất bao nhiêu tiền nha, rồi thay pin mất bao nhiêu tiền đấy nha. Thì giống cái điện thoại của bạn, khi các bạn mua về vậy, khi các bạn ra nước ngoài, các bạn mua có thể mua ở Nhật, mua có thể mua ở Mỹ, mua ở đâu đó, thấy không? Một con điện thoại mang về Việt Nam mà các bạn muốn và là gì để nó chạy được ở Việt Nam mình, thì bắt buộc các bạn phải có gì, cái mã nguồn mở, thấy không? Về Việt Nam mình thì gì, phải đăng ký, phải nằm ở trong cái nhóm đó, và gì, nó sẽ cấp cho Việt Nam mình một cái mã nguồn để mở được cái điện thoại đó, thấy không? Thì cái đó được gọi là mã nguồn mở. Vậy thì cái mã nguồn mở có nghĩa là gì? Mã nguồn mở ở đây đó là gì? Đây là một cái khái niệm chung để sử dụng tất cả các phần mềm. Đối với Việt Nam thì giống như mỗi cuộc gặp chẳng qua là gì? Lướt web, chơi game, xong, hết. Ngoài ra còn nghe nhạc nữa. Rồi, dừng lại tại đó. Các cái chức năng khác các bạn không thể nào sử dụng, như gọi hoặc nhắn tin, các bạn không thể nào gọi được, cũng không nhắn tin được. Đúng không ạ? Bởi vì một số cái mã nguồn mở mà điển hình ở đây đó là gì? Đầu tiên đó là cái hệ điều hành mà nguồn mở như là Linux hoặc là FreeBSD. Thứ hai đó là ứng dụng văn phòng Open Office. Thứ ba, trình duyệt web như là Firefox, web APJ. Rồi, hệ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc là Protect SQL, PostgreSQL. Đó là các cái mã nguồn mở mà điển hình. Như đối với cái hệ điều hành mà Linux và FreeBSD thì nãy mình còn nói rồi. Thì nó chủ yếu là dùng cho là cái máy chủ, dùng để lắp máy mạng hay gọi máy chủ. Nếu như các bạn không dùng xài hệ điều hành Linux mà nó khó quá, thì các bạn có thể chuyển qua WinServer, ha. WinServer 2003, và hiện tại thì WinServer 2003 được khôi phục lại ha. Rồi tiếp theo đó là cái ứng dụng văn phòng OpenOffice này. Thì OpenOffice này thì gì? Các bạn dùng trên cái máy điện thoại của các bạn á, đó là cái OpenOffice ha. Nếu không thì Microsoft Office đối với lại cái laptop hoặc là PC. Thì khi các bạn download về thì các bạn phải mở được cái nguồn đó. Nếu như các bạn phải mở khóa được. Nếu các bạn không mở khóa được thì gì? Các bạn sẽ xài trong một thời gian nào đó thôi.
ví dụ nó sẽ có cho bạn khoảng 30 ngày này, các bạn mở khoa cho xài trong vòng miễn phí 30 ngày. Rồi sau vòng 30 ngày sau là gì? Để qua đến ngày thứ 31 coi như là các bạn không sử dụng được. Các ứng dụng đó nó sẽ gì ạ? Nó làm mờ hết đi và các bạn không thể nào sử dụng được. Tiếp theo đó là trình duyệt web. Đây Firefox thì các bạn về các bạn phải mở nguồn nó lên, các bạn phải là mở nguồn. Nguồn mở đó thì các bạn mới dùng được, còn mà nguồn nó không mở thì các bạn không thể nào dùng được, được chưa? Tiếp theo đó là phần mềm máy chủ APT cũng thế. Còn đối với cơ sở mà dữ liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL hoặc là PostgreSQL thì ở đây thì các bạn gặp cái này các bạn gặp rất là nhiều nhưng mà các bạn không để ý thôi. Đó là gì? Các bạn có tham gia giao thông nhiều đúng không? Các bạn tham gia giao thông nhiều rồi đúng chưa nào? Nha. Và các bạn thấy cái đèn xanh đèn đỏ không? Các bạn thấy đèn xanh đèn đỏ không? Biết đèn xanh đèn đỏ đúng không nào? Đúng không? Và khi mà các bạn nhìn đó đèn xanh đèn đỏ, ví dụ như là từ đèn xanh quay đèn vàng bao nhiêu giây, rồi từ đèn vàng quay đèn đỏ bao nhiêu giây, và từ đèn đỏ quay ngược lại đèn xanh là bao nhiêu giây, đúng không? Các bạn có thấy không? Hả? Các bạn có thấy cái đó không? Cái để ý không? Chắc chắn là có để ý đúng không? Thì cái đó là gì? Đối với cái hệ thống mà giao thông mà đèn xanh đèn đỏ đó thì nó sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu ở đây, đó là MySQL, và người ta sẽ lập trình cho nó. Và người ta sẽ lập trình là nghĩa là từ đèn xanh qua đèn vàng bao nhiêu giây, 3 giây hay 2 giây, rồi từ đèn vàng quay đèn đỏ bao nhiêu giây nữa, ví dụ 5 giây hoặc là 4 giây. Và từ đèn đỏ cho đến và đèn xanh bao nhiêu giây nữa, thì người đó người ta sẽ đi khảo sát và tùy từng chỗ thì người ta sẽ gì, có cái mạng có cái người ta sẽ viết cái cơ sở dữ liệu cho cái chỗ đó. Ví dụ chỗ nào về mật độ giao thông nhiều thì người ta cứ để cái gì, có thể là từ đèn xanh quay đèn đỏ có thể là 2 phút hoặc là 1 phút nha. Và gì, đèn xanh ở đây có thể là mấy phút đó, để gì, để tránh hiện tượng đó là kẹt xe nhá. Hoặc là gì, khi các bạn thấy mấy cái đèn chiếu ở trên sân khấu á, đèn chiếu ở trên cái sân khấu á, ngoài trời hoặc là sân khấu nhà á, mà các bạn thấy cái đèn mà nó quay á, đèn laser mà nó quay không, các bạn thấy những cái đèn đó không, có nhiều màu ấy, đèn laser mà có 7 màu ấy, bạn thấy nó quay không? Lúc thì nó quay ngược, lúc quay xuôi, lúc thì chớp, lúc thì nhá, đúng không? Thì cái đó nó cũng sử dụng, đó là cái chạy hệ phần mềm cũng chạy theo cái là cơ sở dữ liệu SQL. Vậy đèn vàng hiển thị đúng một màu vàng là lỗi hệ thống hả? Vậy đèn hiển thị đúng một màu vàng. Rồi đèn khi mà bị lỗi, cái này là lỗi hệ thống, khi đèn mà nó không nhảy không giết mà đứng im á, là cái đó là coi như là cái hệ thống nó đang bị lỗi. Có thể là do đường truyền hoặc có thể do dây, đang bị lỗi. Đấy, hoặc là do cái nguồn này bị xâm nhập, bị lỗi, trong quá trình mà các bạn tham gia giao thông ha. Cái nói vừa khuya à, cái đèn vàng đây chỉ có một cái màu vàng mà nhấp nháy này à, cái đèn giao thông á, đúng rồi, cái đèn giao thông giờ là gì, buổi tối là gì, ít người qua lại, cho nên nó sẽ để đèn vàng ở đây nó là cảnh báo là gì, có nghĩa là chạy chậm, nhưng mà mình thấy buổi tối có ai chạy chậm đâu, phóng phim ha, phóng rất là ghê, thấy chưa? Cho nên là gì, khi đi đó thì nhớ là chú ý quan sát rồi ha. Và cuối cùng đó là cái ngôn ngữ lập trình nguồn mở như là tiêu hoặc là Python. Như nào? Rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái tiếp theo, đó là khái niệm về cái hệ điều hành của chúng ta. Về cái khái niệm về hệ điều hành của chúng ta ở đây đó là gì? Đầu tiên đó là gì? Người ta gọi tắt đó là OS hay gọi là Operating System. Thì nó sẽ đi qua đó là gì? Các cái thiết bị vào và các cái thiết bị ra. Ngoài ra còn các cái thiết bị ngoài ra còn các cái phần mềm ứng dụng. Ở đây các bạn thấy là keyboard nè, monitor nè, application nè, describer, mua và printer, có nghĩa là các cái thiết bị vào, thiết bị ra, rồi các cái thiết bị ứng dụng, rồi cộng với lại phần cứng. Vậy thì theo các bạn, hệ điều hành đó là gì? Hệ điều hành đó là gì? Theo các bạn, hệ điều hành là gì? Hệ điều hành cho chúng ta biết được cái gì nào? Chúng ta sẽ làm gì nào? Theo các bạn, hệ điều hành. Nói mình nghe thử coi, hệ điều hành. Anh nói nghe thử coi nào. Thế các bạn, hệ điều hành là gì? Thế các bạn nào? Hệ điều hành là gì? Các bạn nói theo nói theo cách hiểu của các bạn thôi, không phải là rườm ra. Là cái hệ thống điều hành công việc nào đó. Rồi, một người. Cái thứ hai, quản lý cái thiết bị. Rồi, gì nữa không?
Gì nữa không? Phần mềm. Là gì nữa? Là hệ thống điều hành công việc, rồi quản lý các thiết bị, rồi gì nữa? Gì nữa? Còn gì nữa không nào? Đặt tên như là điện thoại máy tính nữa. Là cái hệ điều khiển qua lệnh. Rồi. Còn gì nữa không? Còn ai có ý kiến khác không? Giờ tổng hợp gì? CPU hả? Điều hành là CPU á. Ừ, control. Hả? Personal unit à? Phần mềm hệ thống chính. Ừ. Mấy hệ điều hành của điện thoại. Rồi, nhiều nhỉ? Lập trình chức năng. Rồi. Để cho các bạn đó cũng có ý đúng hết cả, nhưng mà động phạm không có ý đúng. Rồi, hệ điều hành ở đây người ta viết tắt là chữ OS, đó là viết tắt của chữ Operating System. Ừ. Thì hệ điều hành ở đây đó là như nào? Hệ điều hành người ta viết tắt đó là người ta tiếng Anh đó là Operating System. Đây là một cái hệ thống phần mềm bao gồm các cái chương trình mà nó điều khiển để liên kết các cái thiết bị phần cứng với nhau, hay là các phần mềm hệ thống và các ứng dụng thành một cái chỉnh thể mà hoạt động, và nó sẽ giúp cho cái người khai thác hiệu quả các tài nguyên của hệ thống. Hệ điều hành đây là một cái hệ thống phần mềm bao gồm đó là chương trình điều khiển, các thiết bị, các cái phần mềm hệ thống, các ứng dụng, và nó điều khiển đó là thành một cái chỉnh thể mà hoạt động và giúp cho người khai thác có hiệu quả là các cái tài nguyên của hệ thống này. Và hệ điều hành gồm một số chức năng cơ bản sau. Thế các bạn thì hệ điều hành gồm có chức năng cơ bản gì nào? Gồm chức năng cơ bản gì? Nói nghe thử coi. Thế các bạn. Chức năng của nó sẽ là gì? Nói nghe thử. Chức năng cơ bản của hệ điều hành. Chỉnh độ nhạy của máy. Rồi. Gì nữa? Chỉnh độ nhạy. Còn gì nữa không? Để nó chỉnh một cái chức năng đồ nhạy của máy thôi à. Còn ai còn ý kiến khác không? Ai còn ý kiến khác nào? Ai còn ý kiến khác nào? Sử dụng một số cái dịch vụ nhất định. Rồi, thứ hai. Rồi, còn ý kiến khác nữa nào? Tiếp tục nào. Tối ưu trong quá trình mà hoạt động. Rồi, cái thứ ba. Đó là tối ưu trong quá trình mà các bạn hoạt động, tối ưu hóa quá trình hoạt động này. Rồi, còn gì nữa không nào? Còn ý kiến khác nữa không? Quản lý phần cứng, quản lý phần mềm, quản lý ứng dụng, cung cấp cho người dùng cái giao diện phù hợp. Rồi. Rồi chúng ta sẽ coi thử ha. Thì cái chức năng cơ bản của hệ điều hành là gồm những cái chức năng cơ bản nào? Đầu tiên, đó là gì? Điều khiển, quản lý xuất nhập dữ liệu. Nha. Thứ hai, đó là gì? Điều khiển, quản lý các cái thiết bị. Thì như nào? Nó chỉ có hai cái chức năng cơ bản đó thôi. Đó là gì? Điều khiển, quản lý xuất nhập dữ liệu và điều khiển, quản lý các cái thiết bị. Điều khiển thiết bị điện tử. Cũng được, nó cũng có thể dùng được. Ở này thì các bạn lập trình như thế nào? Các bạn lập trình vẽ mạch điện cũng có mà. Ở người nào mà bên điện tử thì cũng có liên quan đến máy tính. Thì do là cái đó là chương trình mà vẽ mạch điện đối với những cái dạng đèn led. Đó. Đối với đèn led đó nó cũng chạy theo một cái hệ thống. Thế nào? Có một cái chương trình chạy hết. Các bạn thấy ví dụ như là khi các bạn đi ở tham gia giao thông, các bạn thấy mà các bạn lớn mà toàn đèn led mà trong đó là lắp một dàn đèn led mà xài sao ra chữ, thì cái đó là gì? Nó cũng là chạy theo một cái hệ điều hành ha. Ở đây là SQL, nghe chưa? Trên đó nó sẽ ghi nó sẽ ghi chữ ra nào, và cái đèn led khi các bạn cài vô á thì nó sẽ chạy, nghe chưa? Rồi, ngoài ra nó còn có là điều khiển cái việc thực hiện các cái chương trình. Rồi, quản lý cái thông tin bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài của máy tính. Và các cái hệ điều hành thông dụng hiện nay chúng ta hay dùng đó là MS-DOS, Windows,
Unix, Linux, OS 2 hoặc là Macintosh. Nha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy các hệ điều hành đó là WinB này, WinVista này, macOS này, hoặc là Red Hat hoặc là Ubuntu. Ha. Thì như ở dưới cấp 3 các bạn học đó là cái lập trình đó là Pascal đúng không? Thì Pascal nó sẽ chạy trên cái hệ điều hành gì? Pascal của các bạn nó chạy trên hệ điều hành gì nào? Hệ điều hành gì? Các bạn viết chương trình Pascal nó chạy trên hệ điều hành gì? Windows. Trên hệ điều hành gì các bạn? Trên hệ điều hành gì? Microsoft. Microsoft làm gì có? Pascal làm gì có viết trên cái Microsoft này em? Pascal không có chạy trên chương trình này, cũng không chạy trên Windows luôn, cũng chạy trên WinB luôn. Rồi, một bạn nói đúng nè. CT Micro, đó là Micro vậy. CT 11-20-0206 đúng nè. Đó là gì? Đối với Pascal là nó chạy trên chương trình DOS. Và các bạn nên nhớ ở đây, DOS ở đây là DOS thật ha, chứ không phải DOS ảo nha. DOS ở đây là DOS thật, chứ không phải DOS ảo. Và DOS thật ở đây là từ WinB mà đổ xuống cho đến WinMe, WinNT, Win 98, Win 98, Win 95. À, đó là những cái đốt đó là đốt thật. Thì như nào? Còn đối với từ mà Win 7 mà đổ lên á là đốt hiện tại bây giờ là đốt ảo hết, chứ không có đốt nào đốt thật cả nha. Bạn nên nhớ là như vậy. Đốt hiện tại bây giờ là của Win 7, Win 8, rồi Win 10, Win kể cả Win 11. Thì những cái này là nó chạy trên cái hệ cái đốt ở đây là đốt ảo nhá. Chạy trên cái nền của mượn cái nền của Windows để nó chạy thôi, chứ không phải nó chạy một mình. Yeah. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy đó là gì, WinB là tồn tại lâu nhất. Như nào? The WinVista là tồn tại đó là nhanh nhất. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi mà chuyển đổi từ WinB lên Win 7. Yeah. WinB cho đến WinVista và Win 7. Thì cái mà WinVista ở đây á, nó chỉ tồn tại được trong vòng 3 tháng thôi, sau đó là nó bị khai tử. Thấy chưa nào? Cái thời gian tồn tại của nó rất chi là nhanh, chỉ trong vòng 3 tháng rồi sau đó là không dùng nữa. Tại vì thứ nhất nó nặng máy, thứ hai lỗi quá nhiều, nên là Microsoft quyết định khai tử luôn. Và trong đó là WinB là tồn tại là lâu nhất. Thấy chưa? Và hiện tại bây giờ những người nào đang chạy Win 7 á, đang là cái đó thì đang là cái chạy trên cái nền của thằng Windows Vista này nè. À, đang chạy trên cái nền của thằng Windows Vista. Thì nha, khi các bạn khởi động là các bạn sẽ thấy đang khởi động trên cái nền của Windows Vista. Rồi tiếp theo là đến sau này là phát triển ra đó là phần nền của sau khi iPhone ra đời á, thì một thời gian thì cái MacBook cũng ra đời và chạy trên cái hệ đó là Mac OS. Giờ và khi các bạn người nào mà đang xài cái MacBook á thì nói chung có phiên bản nào mới ra là bắt các bạn cập nhật hết. Mặc dù cái bộ nhớ của các bạn chỉ có 8GB, 16GB thôi ha, chưa có cái nào lớn hơn. Trong khi đó thì WinB thì có bộ nhớ rất là trong WinB ổ cứng thì nó rất là lớn, có thể là 350GB rồi 500GB, rồi nhiều lúc bây giờ lên cả 1T ha. Đó. Và cái hệ điều hành đầu tiên ở đây chúng ta nói đến đó là hệ điều hành MS-DOS ha. Nhớ là hệ điều hành sơ khai của nó là MS-DOS. Thì MS-DOS ở đây thì là viết tắt của nó là Microsoft Operating System. Đây là cái hệ điều hành của tập đoàn khổng lồ Microsoft. Và phiên bản DOS đầu tiên ra đời vào tháng 8 năm 1981 với cái tên chính thức của nó đó là BCDOS 1.0. Yeah. Đó, lúc đó thì khi mà Microsoft này ra đời, nó chỉ viết cho máy tính mà để bàn thôi, cho nên nó có tên đó là BCDOS 1.0. Yeah. Đây là ai mà các bạn nào mà ở đây những cái người nào mà lớn tuổi á thì mai đây các bạn còn nhớ nè, đó là có một cái điểm mềm ODA hay gọi là ODA mà cái điểm mà hình vuông á mà có nhiều màu ấy ha. Thì cái đĩa đó thì chủ yếu là dành cho bên DOS. Ở đây là những cái file mà hiện tại bây giờ mà các bạn kiểm tra trên command DOS của các bạn á, bằng cách là lệnh kiểm tra đó là dir ha, dir là kiểm tra bộ nhớ. Thì các bạn sẽ nhìn ra đây có 3 cái file mà để dùng trong cái chương trình quá trình mà các bạn cài máy nè. Khi các bạn có format máy đi chăng nữa thì nó vẫn còn lại 3 cái, đó là
Coman.com này, hoặc là format.com này, và một cái nữa là sds.com. Yeah. Thì những cái file này lại là những cái file chạy của Dot này. Thì ra là các bạn có format đi chăng nữa, format cỡ nào format đi chăng nữa vẫn còn lại các cái file này, Coman Dot, rồi sds và format format.com. Về đuôi của Dot đó là .com. Ha. Đó. Hiện tại bây giờ nó không được, không nó không thì nếu mà hiện tại bây giờ các bạn mà dùng cái gọi là cái ở trên cái Windows của bạn như vậy thì các bạn dùng thì các bạn vẫn ra ha, các bạn nhấn chữ đia cái nó ra ha. Yeah. Mới, nhưng mà đi à. Đây ví dụ như là mình sẽ cho các bạn đó là này, ví dụ như mình lấy cái đố ở đây ha, ở các bạn mình cái chỗ cái chữ này này các bạn nhấn gõ là Windows R, sau đó các bạn gõ là CD ha. CD có nghĩa là Commando đó. Yeah. Ở trên Win 10 hiện tại mình đang sang là sang Win 10. Win 8 cũng thế, mà Win 7 các bạn cũng sang như thế này. Các bạn nhấn Enter, được chưa? Được chưa nào? Các bạn nhấn Enter. Ủa nó có ra không vậy? Đây, các bạn nhấn Enter được chưa? Các bạn thấy user nè, admin nè ha. Rồi sau đó các bạn sẽ gõ đó là gì? Dir. Được nào? Nếu cách ra mới sao mà một cái nữa .com, được chưa nào? Thì nó sẽ kiểm tra những cái đuôi nào đuôi .com, ở đây thì không có, đúng chưa? Được, các bạn sẽ kiểm tra nó là dir thôi. Thì các bạn sẽ thấy đó là có bao nhiêu cái thư mục này nó sẽ hiện ra. Vì trên đốt là chỉ yếu là dùng để tạo thư mục, được chưa? Dùng để tạo thư mục thôi. Cho nên các bạn sẽ thấy là những có bao nhiêu cái thư mục ở đây nó sẽ hiện lên. Được chưa nào? Có bị giống mình lúc nghe lúc không? Cái này thì yếu do mạng ha. Lúc nghe lúc không này thì do mạng bị chập chờn ha. Cái này là do mạng bị chập chờn nè. Bây giờ các bạn nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ừ, bây giờ cái đốt đây á, vậy thì các bạn có xóa đi cỡ nào xóa ha, thì nó vẫn còn ở đây, đó là coman.com nè. Dạ. Là coman.com nè, format.com và sds.com. Đấy. Những cái này thôi. Đây là những cái file cơ bản của Dot. Các bạn có xóa đi, còn nào xóa thì nó vẫn còn ở đây. Còn những cái đuôi mà các bạn thấy là imb bio.com, ở đây là do là cái máy, ở đây là cái máy của thằng IBM, cho nên nó sẽ có những cái đuôi của IBM ha. Ừ, tận năm 1991 lận, 1981 lận. Đó là lần đầu tiên ra đời đó. Được chưa? Rồi, và thứ hai đó là gì? Cái tên gọi mà MS-DOS chỉ được biết đến kể từ tháng 5 năm 1982 với các bạn, đó là MS-DOS 1.25. Và sau đó thì Microsoft ra đời các phiên bản tiếp theo của MS-DOS song song cùng với PC-DOS. Và phiên bản cuối cùng của MS-DOS đó là phiên bản 8.0 đi kèm với Windows Mi. Nha. Windows Mi hay gọi là Windows Mi. Ha. Còn phiên bản lúc đầu là nó chạy trên cái Win95 sau lên Win98 xong Win NT là đến Win Mi. Và đến Win Mi là phiên bản cuối cùng đó là 8.0, và hiện tại bây giờ thì nó chạy trên cái nền của thằng Windows. Và MS-DOS đây là một cái hệ điều hành đơn nhiệm. Vì sao gọi nó là một hệ điều hành đơn nhiệm? Tại vì là gì? Tại mỗi thời điểm các bạn chỉ thực hiện đúng một cái thao tác duy nhất mà thôi. À. Yeah. Tại mỗi cái thời điểm thì các bạn chỉ sử dụng đúng một cái thao tác duy nhất, cho nên được gọi nó là hệ điều hành đơn nhiệm. Yeah. Mà hay nói cách khác đó là MS-DOS chỉ cho phép chạy một ứng dụng duy nhất tại mỗi cái thời điểm. Mình chia sẻ. Yeah, cho nên mới gọi là MS-DOS đây là một hệ điều hành đơn nhiệm. Là tại vì như vậy, đó là tại một cái thời điểm các bạn chỉ làm một việc mà thôi, chỉ có một cái thao tác duy nhất, ngoài ra các bạn không làm thêm một thao tác nào khác được.
Hiểu nào? Và tại mỗi thời điểm này MNode chỉ cho phép chạy đúng một ứng dụng duy nhất. Các bạn lập trình thư mục là các bạn lập trình thư mục. Các cái lệnh mà cơ bản ở trong cái mà MNode này đó là CD rồi MD và D ha. Được chưa? Chỉ đúng một cái thao tác duy nhất mà thôi. Tại mỗi thời điểm. Và nó cái gì? Đây là tạo một cái thời điểm các bạn, ví dụ như ở đây nè, các bạn nhìn thấy các cái đuôi này, ví dụ là path.ene hoặc là setup.ene, thì cái này khi các bạn mà kiểm tra cây thư mục ha, thì nó có những cái đuôi, ví dụ ở đây trong cái thư mục ở đây là OD của các bạn chẳng hạn, ở đây thì nó sẽ có đó là những cái đuôi .ene này, rồi những cái mà những cái gì ở trong đó thì nó sẽ có, được chưa nào? Nó sẽ ra hết. Nhưng mà khi các bạn mở, các bạn chỉ mở được một cái thôi, các bạn không mở lên một lúc nhiều cái giống như trong Windows được. Cho nên các bạn nhớ đó là gì? MS-DOS đây là hệ điều hành đơn nhiệm chứ không phải là hệ điều hành đa nhiệm, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta nói về cái hệ điều hành đó là Unix và Linux. Thì vào năm 1991 thì phiên bản đầu tiên của Linux được ra đời. Rồi đến năm 1994 thì phiên bản Linux 1.0 ra đời. Và Linux thường sử dụng như là một hệ điều hành cho các máy chủ. Cho nên là mình có nói là Linux và Linux này thì nó dành cho các máy mạng. Không nghe gì hết thầy ơi, nghe tiếng nhạc không? Nhạc không hả? Dạ, ai bắt? Ủa mình tắt mic rồi mà. Dạ là mở mic rồi đó. Nghe được chưa? Thầy kích đồ ăn nghĩa ra ngoài thôi. Ai? Các bạn đồ ăn nghĩa. Đồ ăn nghĩa là ai? Chắc là hacker thầy ơi. Cái avatar này quen quá. Đồ ăn nghĩa này. Avatar này là thầy của cái bạn hacker hôm bữa đó thầy. Đồ ăn nghĩa hả ta? Rồi để mình coi thử đồ ăn nghĩa làm đâu nè. Chạy không tiêu rồi. Giờ các bạn nghe chưa? Có bị phá nữa không? Còn nghe không? Dạ không thầy. Phá rồi đúng không? Dạ hết rồi thầy, nghe rõ rồi thầy. Đổi tên thành hacker rồi. Đố anh nghĩa đổi thành hacker rồi. Thầy kết nó ra đi thầy. Ok, cứ vô đi, hacker đi, vô đi, vô xong rồi tính tiếp. Cứ vô rồi tính tiếp gì đâu mà. Lại đổi thành An này. Nó đổi tên liên tục. Bữa bọn em học môn dạy phẫu bị bọn nó phá hoài luôn đó thầy. Ở gặp giả phẫu mình vô mình ngồi mình nghe miếng mà. Lâu lâu lại nghe bà gì bà Hằng, lâu lâu lại nghe nhạc, lâu lâu lại nghe nhạc chế. Thì cứ vô đi rồi ok thôi, cái gì đâu, gặp mình thì cứ thoải mái. Hacker vô thì xin mời vào. Lâu lâu giải trí tí. Cũng là học gì cũng học tin học mà, cũng giải trí được mà. Đúng không? Nha. Yeah. Rồi. Và cái hacker gặp hacker. Ủa thầy có lệnh đè lên nó đừng có vô cổng của mình không thầy? Dạ. Mình có cái lệnh gì đè lên nó cho nó đừng có vô cái cổng của mình không thầy? Ồ cái này thì đâu, em nói thiệt anh, cái phần mềm do với phần mềm do này á thì gọi là phần mềm trên mạng mà nó chỉ cần nó biết được ID và pass là nó vô được à. Và nên nhớ rằng nói chung là cái chế độ bảo mật của mình thì anh biết rồi. Ngay cả cái chế độ điện thoại của mọi người nó có bảo mật cho mọi người được không? Các nhà mạng cam kết đó là gì? Ai nói nghe thử, các nhà mạng cam kết khi các bạn mua sim đó là gì? Các nhà mạng cam kết với lại người dùng đó là gì? Các nhà mạng cam kết với các bạn đó là gì nào? Ai nói nghe thử cái nào? Thì các nhà mạng cam kết là bảo mật thông tin người tiêu dùng. Bảo mật đúng không? Bảo mật. Như nào? Nhưng thực chất là các bạn có thấy nó có bảo mật không? Nó có bảo mật thông tin của các bạn không? Có không? Có đâu, ngân hàng nó điện liên tục. Ngân hàng nè, bảo hiểm nè, đồ bất động sản nè, và cho vay nặng lãi nữa cơ. Này mình gặp miếng bên bất động sản kêu chào mua đất rồi cho vay vốn rồi đủ kiểu đủ đồ hết. Ha, mình gặp miếng mà kêu là nhà mạng nào mà đứng ra cam kết là 100% là cái gì? Bảo đảm là cái thông tin của khách hàng, nhà mạng đó nó láo. Thấy không? Thì giờ nào cái gì bảo 100% bậy không, bảo 100% người ta biết số điện thoại của mình, như bảo hiểm rồi bất động sản ngân hàng thì người ta biết được cái số điện thoại của mình mà người ta gọi, có lẽ gọi ngẫu nhiên
nó lấy chân phần mềm mà cho là phần mềm bấm số ngẫu nhiên nữa, không bấm thăm trúng thưởng nữa hả, có không? Tại vì có một chỗ đó ngày như một lần á, một lần hoặc hai lần á thì mình còn có thể là ừ có thể là do là họ nhầm số như thế này thế kia, nhưng đây gì ngày nào cũng như ngày nấy, tuần 3 ngày đúng y 3 ngày, tuần 10 ngày đúng y 10 ngày, mình ngồi mình nghe miết, ngồi chào miết, họ miết mua miết, cứ còn là mình không có mua, ghé cái mình chặn số luôn đúng, nó còn biết mình tin gì nữa cơ mà. Thì nó mà bạn nào nói là cái gì bảo mà 100% là sai à, chắc chắn là sai. Bây giờ các bạn có hát được gì đi chăng nữa thì các bạn cũng biết được cái gì, cái số điện thoại là hết rồi, làm gì biết được tên, đây biết cả tên cả tuổi cả số điện thoại không mà. Các bạn kêu là bảo mật được 100% vậy mua thông tin khách hàng hả? Ồ vậy anh này là có, anh này là anh làm bên nhà nước anh mới biết nè. Ừ, biết luôn địa chỉ chứ sao, biết hết, nó biết sạch nha, này nó biết hết á, thông tin lộ ra ngoài là bình thường nha. Là bao mất 99% thôi à? Ừ, đúng. Thông tin chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là bao mất. Bao mất mà thực ra là gì? Người trong công ty bán hết thì ai bán? Dạ. Yeah. Rồi. Ta đi tiếp tục ha. Và cái hệ điều hành mà liên kết unit này á, lần đầu ra đời vào năm 1991 là cái bản phiên bản đầu tiên. Của cái hệ mà Linux này ra đời, và đến năm 1994 thì cái phiên bản mà Linux 1.0 này ra đời. Và Linux này thường được sử dụng như là một cái hệ điều hành trong một máy chủ, và ưu điểm của nó là gì? Khả năng đa nhiệm và đa người dùng. Không biết là ai đã xài cái hệ điều hành Linux này chưa. Thứ hai là nó có một cái độ an toàn và đáng tin cậy. Ở đây ta có một an toàn tính, ví dụ như các hệ điều hành như là Android này, Xeban này, Chromium này, và cho các thiết bị cầm tay được xây dựng trên cái nền tảng của Linux. Ai đã dùng cái thằng Chromium chưa? Dùng thử chưa? Hả? Chromium là cái bản nâng cấp của thằng Chrome. Dùng chưa? Cái màu màu xanh 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 á, các bạn dùng chưa nào? Hả? Để chưa này. Dùng chưa? Ai dùng chưa? Để chưa. Để chưa. À. Mình xài thử rồi, nó chả thấy gì cốc cốc. Ở đây có ai xài cốc cốc chưa? Hả? Ai xài cốc cốc không? Chắc nhiều người xài cốc cốc nè. Rồi, bây giờ cho mình hỏi hai cái hai bạn mà kêu rồi nè. Đó là Nguyễn Tài Nguyên là một. Yeah. Hai là Lê Huỳnh Chỉ Đại nè. Hai bạn, Trần Đức Nghĩa chứ. Hai bạn xài cốc cốc đúng không? Rồi các bạn cho mình cái ưu điểm của cốc cốc nè. Mà đánh giá kêu điện của cốc cốc nghe thử nè. Có một số cái web đó. Ví dụ như là Facebook đi, mình xài cốc cốc thì mình sẽ truy cập nó nhanh hơn, tốc độ cũng ok hơn và nó có lối mở, nó có đường mở. Còn rồi, truy cập nhanh hơn. Có một số cái ứng dụng. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa không? Có gì nữa không nào? Với lại nó không nó download về dễ hơn so với phiên bản Internet Explorer, bởi vì đôi khi có một số phần mềm tải về từ cốc cốc nó không yêu cầu mã code, nó không yêu cầu mã code, nó có thể tự dẫn mã code cho mình để mình copy luôn. Còn riêng phần Internet Explorer thì không được. Ủa thầy. Hacker. Ok, đi ra ngoài rồi. Mẹ bệnh nhỉ. Hết 24 luôn thầy ơi. Dịch bệnh mà không trụng mới bệnh. Nó ao rồi gì, có ao đâu mà ao. Mình thả mình cho ra ngoài phòng chờ ngồi chơi rồi, yên tâm đi. Nó vô nữa cho ti tiếp. Nín thôi thầy ơi. Yên tâm đi, nó còn ngủ mấy lần nữa cơ. Rồi. Rồi Nghĩa, chỗ anh Nghĩa, chỗ Nghĩa nói tiếp ha. Đó là những cái ưu điểm của cốc cốc. Đây còn nhược điểm của cốc cốc đó là gì? Nhược điểm cốc cốc. Nó nghe thử rồi.
tại cái nhược điểm của con cóc đó là gì? Quảng cáo. Quảng cáo no. Trên Chrome cũng quảng cáo như phim. Quảng cáo này bạn có thể tắt được. Nó dễ nhiễm virus hơn. Sao? Dễ nhiễm virus hơn. Ừ? Nghĩ là nó sao? Nó dễ nhiễm mấy con virus hơn. Tại vì nó cho những trình duyệt web. Dễ nhiễm hết cơ á. Ừ. Đúng rồi, dễ nhiễm hơn. Chắc một chút. Rồi, mình thì không nói cái gì, mình chỉ ưu điểm của cái phần mà cốc cốc á, thì bạn nói thì cũng đúng thôi. Tại vì nó có những cái target ở trên cái cốc cốc đó ha, giống như là YouTube nè, hoặc là Gmail nè, hoặc là Facebook đi à, ở trên cái cốc cốc. Nhưng mà cái gì, nếu như các bạn xài Chrome cũng vậy, thì các bạn khi các bạn xài một thời gian á, thì gì, thì những cái mà bạn hay truy cập thường xuyên, ví dụ như là Facebook bạn truy cập thường xuyên, hoặc là thằng YouTube bạn truy cập thường xuyên, thì nó cũng hiện lên ngay cái màn hình khi các bạn mở mà Chrome lên, thì các bạn nhấp vào đó nó cũng nhanh hơn. Nhưng mà gì, cốc mình thấy có một cái nhược điểm là gì, nó tốn rất là nhiều RAM và rất là nặng. Khi các bạn khởi động giữa Chrome và cốc thì đối với cái hệ điều hành luôn ha, đó là Win mình dùng thôi, nó là hai máy của đều là Win 97. Nhưng mà khi mình Win 7, nhưng mà khi mình vô Chrome, Google Chrome á thì nó chạy rất là nhanh vô phát 1. Nhưng mà cốc các bạn phải đợi. Các bạn ngồi đợi rất là lâu tại vì nó ngốn nhiều RAM và nó nặng. Nhưng mà gì, cốc nó có một cái ưu điểm đó gì, giống như bạn nghĩa này bạn nói, đó là nó download được các cái video nhanh hơn, nó được download các cái video rất là ok hơn là thằng Chrome và thằng Explorer. Explorer hiện tại bây giờ chẳng qua là cái nền để các bạn chạy mà thôi, chứ không ai dùng Explorer cả. Mà Explorer bây giờ hiện tại giờ nâng cấp lên nó là Microsoft Edge. À, nhưng mà nó chạy vậy thôi, nhưng mà mình thấy nó cũng không có giảm thiểu được bao nhiêu cả. À, cái đó là đối với cốc ha. Các bạn có thể download các cái phim hoặc là các clip ở trên mạng, những clip hay về các môn học của bạn ha. Nhưng mà nó rất là nặng nên mình không có thích cốc lắm. Còn đối với Chrome thì nó cũng có một cái nhược điểm, đó là mặc dù nó khởi động nhanh đó, nhưng có nhược điểm đó là gì, khi bạn đang chương trình là phải cái gì, nhờ qua cái bên thứ ba. Các bạn sẽ nhờ qua cái bên thứ ba. Và nhờ qua cái bên thứ ba ở đây đó là gì? Nhờ ở đây là các bạn ai đã xài cái chương trình mà Internet Algorithm Manager, IDM. Thì lại cũng may chứ. Nó phải mở một bên thứ ba, một cái IP thứ ba. Thí dụ như là em nhớ không lầm là hồi xưa là khi mà tải về là phải sử dụng một cái IP của Hồng Kông thì mình mới sử dụng. Đúng rồi, mình dùng cái ID đó của Hồng Kông, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu như các bạn bẻ khóa được cái thằng của IDM á, Internet Algorithm Manager á, thì khi các bạn dùng cái Internet Algorithm Manager này á, thì phải cái dùng Chrome á, để các bạn mà muốn gọi là trên cái YouTube có những cái clip hoặc là những cái phim hay á mà các bạn muốn đào về á, thì các bạn phải thông qua thằng Internet Download Manager. Nhưng mà gì, Internet Download Manager này nó có một cái dở, đó là gì, có một số cái đường link hay là một số đường link á thì nó sẽ bắt được. Một số đường link thì Internet Download Manager nó bắt được ở trên thằng Chrome, nhưng mà có một số cái chương trình thì gì, nó lại không bắt được cái đường link ở trên Chrome, cho nên là nó sẽ bất tiện khi các bạn muốn download cái các chương trình ra. Được chưa? Mặc dù Internet Algorithm Manager thì khi các bạn mà tăng cái chế độ max của nó lên 16.000 á, thấy chưa, gọi là max luôn á, là 16.000 thì nó download cái chế độ rất là nhanh, download nhanh hơn. Nhưng mà gì, với điều kiện khi nó bắt được cái đường link, chứ còn nếu nó không bắt được thì các bạn download cũng như không. À, thấy chưa, đó là cái nhược điểm giữa thằng mà cốc với thằng Chrome. Đấy, ưu điểm thì gì, hai thằng cũng ngang nhau thôi, cũng là chạy cái hệ trên cái hệ điều hành Windows hết. Nhưng mà Chrome thì nhanh hơn, cốc thì chậm hơn. Nhưng mà gì, ngược lại thì cốc lại download được các cái chương trình, các clip, đồ này kia. Quảng cáo thì trên Chrome với lại thằng cốc cũng như nhau. Yeah. Nhưng mà có cái là hai thằng đều có cái nhược điểm, mỗi người đều có, mỗi thằng đều có cái nhược điểm. Thì nhược điểm của cốc thì nó sẽ tốn RAM và nó sẽ khởi động lâu hơn và nó nặng hơn thằng Chrome. Và Chrome thì muốn download được phải nhờ bên thứ ba. Bên thứ ba ở đây thì nhiều lúc nó bắt được cái đường link, và nhiều lúc không bắt được cái đường link. Nếu bắt được cái đường link thì gì, các bạn sẽ download rất là ok, rất là nhanh. Còn nếu như không bắt được đường link thì cái gì, các bạn bắt buộc phải download giống gọi mà download cái thông thường, và các bạn ngồi chờ có thể đến tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng ha. Và khi các bạn download mà gặp đúng ngay cái mạng wifi nữa thì các bạn ngồi chờ cả ngày. Được chưa? Đó. Ủa sao mấy người khác nghe em nghe? Hả?
Ví dụ như các bạn dùng, mình nói một cái đơn giản thôi, khi các bạn mà dùng cái Chrome mà các bạn download qua wifi á, mà các bạn cứ lấy wifi với lại mạng dây á, khi các bạn download rất chi là vui, có một thời gian gọi là gì, nó có một hiện tượng xảy ra à, thì trên wifi nếu như wifi phát mạnh thì download không bị giật thì rất là ok. Nhưng mà khi mà lỡ mà có gặp chuyện gì thì xin hứa rằng một ghi mà nó download ít nhất khoảng hơn 30 phút. Còn trong khi đó thì đối với cái mạng mà mạng dây á, thì là do là nó có cái độ ổn định hơn cho nên nó đau rất là nhanh ha. Và cũng có một số người trường hợp là thắc mắc là tại sao buổi tối thường thường á, buổi tối khoảng từ 8 giờ đến 7 giờ đến 8 giờ cái mạng em mạng wifi rồi dung lượng như này thế kia mà tại sao nó chạy chậm rì, lúc đứng nó quay cả thay, nhiều lúc là đứng nó quay nó vô không có được. Hơn cái đó còn vì sao đó, cái gì qua bài mà kết nối mạng mình sẽ nói cho. Rồi một cái khung giờ nữa là khoảng cái khung giờ khoảng từ 10 giờ đêm, khoảng 9 đến 10 giờ đêm đó, khoảng tầm đó, khoảng cỡ tiếng đổ lại thôi, lại cũng xảy ra một cái hiện tượng, cũng xảy ra cái hiện tượng y chang như là khung giờ cao 7 giờ đến 8 giờ cao điểm á, là cũng gì đứng nó quay ha. Đấy, còn lý do vì sao thì từ từ rồi các bạn sẽ biết. Rồi nên đi tiếp về cái nhược điểm của thằng mà Unis và Linux ở đây, đó là gì? Nó có một cái giao diện đó là không có một cái giao diện thân thiện. Nếu như người nào đã sử dụng cái hệ Linux này rồi thì ở đây lớp mình có ai dùng cái MacBook không? Có ai dùng MacBook không? Hay là dùng điện thoại hết? Có ai dùng MacBook không? À, có người dùng MacBook. Lê Phạm Thành Nhật dùng MacBook, có thấy có dễ không em? Em thấy cái giao diện nó có thân thiện không? Nói nghe thử coi. Hả? Ừ, cũng bình thường hả? Lần đầu tiên em xài em thấy nó thân thiện với mình không? Em thấy cái màn hình với lại cái giao diện này em thấy nó có thân thiện không? Ừ, có hả? Rồi ok. Đấy, như bạn này nó có ha. Thì nó cũng giống như là gì? Lần đầu tiên các bạn xài cái MacBook rồi đó, khi các bạn nhìn vô cái giao diện này nó là lần đầu tiên á, mà khi các bạn nhìn vô á, mà cái hệ điều hành của thằng MacBook á, hay là thì các bạn nhìn một cái giao diện nó không có thân thiện một chút nào, tại vì nó khác với hệ điều hành Windows. Vì trong đó là bạn đổ từ Windows vào qua MacBook là các bạn giống như cái mới, các bạn mò cả ngày vậy đó. À, thì thằng Linux này cũng vậy, có nghĩa là có một cái giao diện nó cũng không có thân thiện cho mình cho lắm. Bởi vì và nó sẽ kén người dùng ở đây, đó là gì? Các cái hệ thống phần mềm chạy trên cái nền mà Linux này còn hạn chế cái đối tượng sử dụng, đấy à, nó sẽ kén người sử dụng chứ không giống như là hệ điều hành Windows. Hệ điều hành Windows thì nói chung là ai cũng dùng được hết, đấy à. Đây là cái hệ, đây là cái giao diện đồ họa Linux, Unix và Linux mà phiên bản ở đây là Ubuntu. Đó, các bạn thấy nhìn có nó, cái bạn nào xài MacBook á, các bạn có thấy nó khác gì giao diện của MacBook không? Nó có khác MacBook không? Hay là nó giống? Nhìn cái giao diện thôi nha, mình không nói đến cái các biểu tượng nha. Cái giao diện thôi, cái nhìn giống như MacBook không? Các bạn nhìn thấy giống không? Giống MacBook không? Đó, nghe thử coi. Cái giống không? Các bạn nhìn thấy cái giống MacBook không? Ừ. Nhìn thấy giống không? Dạ giống thôi. Hả? Hơi giống không? Thôi, tại vì hơi giống thôi. Thì nhìn giống, nhìn hơi giống MacBook đúng không? Đúng không? Ít chang không khác gì đâu. Hả? Nhưng mà thằng này nó lại kén cái người dùng. Ha? Nó không giống như là Windows. Windows là phổ biến rồi. Thì nói chung là MacBook với Windows đó, thì nói chung là MacBook với lại Linux hoặc Unix này nè, thì nó sẽ kén cái người dùng lắm. Ha? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua các cái hệ điều hành mà dành cho thiết bị di động. Ở đây chúng ta mình cung cấp cho các bạn chỉ có 6 cái thôi. Đó là iOS này, Siban này, Raspberry OS này, Android này, Windows Phone 7 này và HarperOS OS. Đầu tiên chúng ta nói đến cái iOS này. Thì iOS đây là một cái hệ điều hành trên cái thiết bị di động của Apple. Thì ai cũng biết rồi đúng không? iPhone ai cũng biết rồi. Tuy nhiên sau đó nó đã được mở rộng để chạy trên các thiết bị như là iPod Touch hoặc là iPad và hiện tại là Apple TV. Yeah. Hiện tại bây giờ các bạn là gì? Trên Android hoặc là trên iPhone thì các bạn có thể gì? Nếu như mà cái trong cái màn hình của các bạn mà khi các bạn coi mà thấy nó nhỏ đúng không? Khó nhìn đúng không, thì các bạn có thể kết nối với lại TV. Mà TV ở đây là phải chạy là gì? TV ở đây là TV smartphone đúng không ạ? Smart TV đúng không ạ? Đúng không? Các bạn có chiếu lên không? Có ai để dùng cái thiết bị này chiếu lên chưa? Hả? Từ iPhone chiếu lên Smart TV chưa? Có ai chơi chưa? Chắc có rồi nhá. Chưa thầy. Chắc lại chưa.
kết nối Bluetooth xong là dùng cái chương trình đó là phản chiếu màn hình á, là em chiếu lên TV em coi bộ tư kể cả học online luôn. Chứ bây giờ dùng á, à có người dùng rồi nè, thấy chiếu lên thấy ok không? Ở giờ này mình có thể gì cầm điện thoại điều chỉnh thôi, đúng chưa? Cái chương trình gì coi Magic Connect để kết hợp đầu tiên đó là gì? Nếu như mà giữa Android và thằng Smart đó là bạn phải kết nối gì? Bluetooth trước. Sau khi kết nối Bluetooth rồi, các bạn vô bên Android cái mà cái iOS của bạn, cái iPhone của bạn á, mà kéo từ dưới kéo lên á, chỗ tới cái công cụ á, là có cái là ghi là phản chiếu màn hình á, các bạn nhấp vô đó thôi là nó sẽ chiếu lên cái màn hình TV của bạn á. Rồi các bạn học online cho nó luôn cũng được. À, bữa mình chỉ cho người rồi, học của nó vô tư coi phim được. À, điều chỉnh thoải mái muốn coi gì coi đấy, chứ không phải là cầm cái iPad rồi cầm cái điện thoại lên các bạn nhìn được hồi cái gì buồn ngủ luôn, mờ mắt luôn chứ đừng có nói. Các bạn không cho nói nhanh nhất, rõ, nhìn to rõ ràng, đúng không? Dạ à? À, có người dùng rồi nè, đó thì cứ dùng thử đi ha. À, đó kia là ok. Và đặc điểm của thằng mà thiết bị di động iOS này đó là giao diện thông qua cái thao tác đó là bằng tay, đúng không, chứ đâu phải bằng cái bàn phím đâu, đúng không ạ? Thì xem à, chuyện là bằng tay không, đúng không? Tại vì nó không có nút đâu, đúng không? Cái gì vậy? Ở đây ai nhắn cho mình là gì? Lâm Văn Bình. Các bạn cứ vô tư đi chứ, mình đâu có chế độ, đâu để chế độ là phòng chờ đâu. Tại sao mấy bạn này không vô được, vô lý? Ở đây có ai nhắn cho mình là kêu là gì? K11. Coi chẳng giá cho anh. Rồi, cái đó, đó khi nào vô được thì vô thôi, biết sao giờ. À, tiếp tục. Một cái hệ điều hành tiếp theo đó là siêu băng. Và cái hệ điều hành này được viết cho cái chương trình đó là cầu thiết bị di động, đặc biệt là cái điện thoại mà cao cấp của dòng Nokia. À, thấy chưa? Đợi mình một tiếng. Tự nhiên sao cho nãy bị lóc rồi đó. Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến cái hệ điều hành mà siêu ban. Thì cái hệ điều hành siêu ban này đây là cái hệ điều hành được viết cho viết và sử dụng cho một số điện thoại di động, đặc biệt là các cái dòng điện thoại cao cấp của Nokia, đó là N8, N9 đó, cái dòng mà cảm ứng á. Và cái thiết bị cuối cùng mà chạy siêu ban đó là thằng Nokia 808 Bureview. Có ai cái xài cái thằng Nokia chưa? Xài hệ điều hành Nokia chưa? Cái dòng Esuri nó cũng chạy cái là hệ điều hành siêu ban ha. Cái dòng Esuri nó cũng chạy ha. Được chưa? Các ai xài chưa? N8, N9. Xài Lumia. À, xài Lumia đó là Windows 7 rồi. Chứ chưa xài mấy dòng này đúng không? Ừ. Cái này chắc ở đây thì có mấy người mà lớn tuổi chắc chắn thì có xài rồi nè. Nokia X6 rồi chứ. Và à? Nokia có xài không? Nokia N93 có chạy xài hệ điều hành Symbian. Yeah, mấy cái dòng mà Esuri là nó thằng Nokia này nó hay xài đó là thằng Symbian ha. Rồi sau đó nó mới đổi lên là thằng Windows. Rồi tiếp theo một cái nữa đó là thằng cái gì kỳ vậy nè. Yeah. Để mình tí nha, tự nhiên nó bị cái lỗ ngay chỗ đây thôi. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến đó là hệ điều hành cho thiết bị di động, đó là BlackBerry OS. Đây là cái nền tảng mà phần mềm tư hữu rì, và nó có khả năng đó là đa nhiệm và được thiết kế cho các cái thiết bị sử dụng phương pháp đó là nhập, đặc biệt thường là trackball hoặc là màn hình cảm ứng. Và với cái phiên bản mà OS 4 hiện tại thì nó hỗ trợ là MIDI 2.0 và nó có khả năng kích hoạt không dây
và hoàn toàn và đồng bộ như các cái thư điện tử nè, công quyền nè, ghi chú của danh bạ với Excel và với khả năng hỗ trợ Novell, rồi GroupSize, Lotus Notes, và khi kết hợp với BlackBerry Enterprise Suite. Mình có ai xài hàng BlackBerry không? BlackBerry và dòng cảm ứng đó. À, chỉ còn con 8.9 thôi, 8.9 có xài không? Cái đó là vừa phím vừa chữ. À, mình thì có một con, mình cũng có một con là BlackBerry, mình có một con hiện tại bây giờ là mình đang dùng con BlackBerry Bad Boss. Rồi tiếp theo một cái nữa là hệ điều hành Android. Thì hệ điều hành Android đây thì ai cũng biết đúng không? Đây là dựa trên nền tảng của Linux và được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc là máy tính bảng. Và tuy nhiên thì Android đã xuất hiện trên TV, máy chơi game và các thiết bị mà điện tử khác. Nói chung thì Android mà ở trên cái smart TV của bạn, của các bạn hiện tại bây giờ là, nếu như các bạn mua mới là mình nhớ hình như là phải Android 5.0 nhỉ? 5.0 không? Hay là 5.5 ta? À, có ai kiểm tra thử chưa? Smart TV á, các bạn kiểm tra cái hệ điều hành bây giờ thử chưa? Xài Android mấy? 5.0 hay là 4.0? 5.5 hay là 5.0? Ừ? 500. Mình không nói điện thoại nghe, mình chỉ nói trên TV thôi. Ai kiểm tra thử chưa? Hả? Ai kiểm tra thử 4.0. chưa? 4.0 hả? Rồi ok. 4.0 là lâu, cái đó là các bạn mua chắc này cũng khá lâu rồi nhỉ? Thì 5 rồi. Nhớ là 5.0 rồi. Hả? 5. Bao lâu rồi? Mua được bao lâu rồi? 5. Hả? 1 năm hả? Rồi 1 năm thì giờ là mới. Rồi ok. Tiếp theo cái dòng này thì các bạn chắc là biết. Đó là Windows 7 thì được phát triển dựa trên cái phần loại của nó. CL7 giống như là Zune HD. Và thiết kế và cái thế hệ kế tiếp của dòng điện thoại mà chạy hệ điều hành Microsoft Windows Mobile. Và giao diện của nó là sử dụng theo cái dạng là lật mở theo kiểu cửa sổ. Được chưa? Và chú trọng tính năng là nhập liệu bằng ngón tay kết hợp và mở rộng đầy đủ với các cái thành phần của Zune và Xbox và được ở cả Outlook lẫn Office. Ta để dùng cái Outlook chưa? Ta dùng Outlook chưa? Outlook trong cái Nokia hoặc là trong cái máy tính của bạn chưa nè? Ta dùng cái Outlook chưa? Ta dùng chưa? Bạn nghe thử. Vừa rồi là. Ừ. Rồi hả? Outlook các bạn thấy nó dùng như giống như cái gì? Giống như cái gì nào? Như cùng cảnh. Giống như cái gì? Hả? Bạn nào đã xài Outlook rồi lấy cái thử coi. Outlook này nè. Nói nghe thử coi. Nó giống như cái gì? Nó giống như là gì nào? Ai đã nghe rồi? Có bạn đã xài cái Outlook này rồi. Nói nghe thử coi. Các bạn thấy cái Gmail không? Hả? Nó giống như Gmail không? Các bạn có thể gửi thư được. Được chưa? Y chang Gmail của mình á. Và cái này đó hồi lâu mình là cái này đó bạn hồi lâu mình nhớ là cái thằng của gì hồi lâu nó hay bắt báo cáo qua cái Outlook này nhiều lắm nè, Outlook này nhiều lắm nè. Ừ, báo cáo qua mail á, rồi toàn báo cáo thì gửi Outlook này nè. Rồi và cái cuối cùng ở đây đó là cái hệ điều hành do thiết bị di động HPOS. Thì HPOS OS này dựa trên cái hạt nhân đó Linux và được xem là một cái hệ điều hành ảo chạy trong chương trình và trình duyệt web và được phát triển bởi Palm và sau này là mua lại bởi là Hardware Park Parker và được quản lý dưới cái dạng là các cửa sổ và được đánh giá tốt hơn các cái hệ điều hành khác như là iOS hay là Windows Phone. Có ai xài thằng HP West OS này chưa? Có ai xài chưa? Có ai xài chưa? Chưa thầy. Tại vì câu hỏi là có ai còn nhớ cái chiếc điện thoại mà O2 không? Nhớ đến cái chiếc điện thoại O2 không? Điện thoại O2 nha. Cái này chắc các bạn 2 câu 3 chắc các bạn không biết chứ mấy mà ở đây trong lớp mình có mấy các anh chị lớn chắc biết nè. Đó thì nó cũng chạy trên cái nền của HPOS này. Rồi, qua 6 cái phần mềm mình nói ha, đó là iOS nè, Siban nè, iOS nè, Android nè, Windows 7 nè, hoặc là đúng rồi, hoặc là HPOS. Thì theo các bạn trong 6 cái chương trình này, trong 6 cái hệ điều hành này thì cái hệ điều hành nào là cái độ bảo mật cao nhất? Theo các bạn, trong 6 cái hệ điều hành mình vừa nói xong,
đó là iOS này, C1 này, BlackBerry này, Android này, rồi Windows 7 và HMBOS. Biết ngay. 99% sẽ nói. Ồ, Nokia 1001 luôn kìa. Thứ năm, Windows 7 á. Cái nào lạ cái đó bền. Là sao? Cái nào lạ cái đó bền. Cái nào lạ là cái đó bền ạ. À? Windows 7 mà bền gì? Nokia Lumina mà. Biết Lumina không? Quý á. Thế đừng xài Windows 7 nó xài cho thằng Lumina đó. Ồ, hãy mời Windows 7. Xin lỗi các bạn, ở đây có một số bạn nói là gì? À, xin chia buồn với các bạn nào mà nói là iOS ha. iOS nó chưa đâu, iOS cái độ mà nó không cao đâu ha. Ở đây chỉ có đó là gì? À, thằng BBOS á, LibraryOS á, nó có độ bảo mật là cao nhất. Các bạn biết ông biết tổng thống gì? À, Barack Obama không? Biết đúng không? Obama biết đúng không? Ông xài chiếc điện thoại gì? Ông xài chiếc điện thoại nào? Ừ? Ông xài chiếc điện thoại gì nào? BlackBerry. Đúng, BlackBerry 8.9 á. Ông xài chiếc BlackBerry vì lý do vì sao mà ông xài chiếc BlackBerry 8.9 mà không xài cái iOS, trong khi đó cái iOS đó là sản xuất ở Mỹ. Ừ? Apple là ở Mỹ hả? Nó có sản xuất rồi, có phát hành, tại sao ông không xài mà ông xài đi chiếc BlackBerry? BlackBerry này có thể là của Canada, của thợ Mico. Ông có tìm hiểu BlackBerry này á, cái độ bảo mật rất chỉ là cái từng bị gì hacker xâm nhập phá rồi đúng không? Mà trong khi đó BlackBerry thì gì? Chưa ai có thể xâm nhập vào và bẻ khóa được cả. Thấy chưa? Thế nên là gì? BlackBerry này có độ bảo mật rất chỉ là cao và các hacker thường thường dùng nó là gì? BlackBerry. Để nó đi về. BlackBerry đi làm hacker không à? Đi bẻ khóa máy khác không ạ? À? Nó xâm nhập vô máy tính khác không ạ? À? Dùng BlackBerry này không? Ha? À. Cho nên đừng, các bạn đừng có tưởng là gì nghe quảng cáo là iOS có độ bảo mật cao, không phải. Ha? À. Đó là nó không có đúng đâu ha. Trong cái dòng điện thoại đó là gì? BlackBerry á, là cái độ bảo mật cao nhất nha. Rồi tiếp theo. Rồi, chúng ta nói tiếp đến cái hệ điều hành bằng Windows. Thì đối với hệ Windows ở đây là đây là một cái hệ điều hành gọi là đa nhiệm hay gọi là multi-screen, và nó có thể xử lý nhiều chương trình cùng một lúc, đúng không? Như là các bạn có thể gì? Vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa soạn thảo văn bản, vừa có thể mở được đồng hồ mà cũng thể gì? Vừa chơi được trò chơi. Cho nên được gọi là hệ điều hành đa nhiệm, gì? Để xử lý nhiều chương trình cùng lúc. Đúng chưa? Đấy. Về hệ Windows đây chúng ta gồm có các cái biểu tượng gọi là icon. Thì các biểu tượng đại diện cho một cái đối tượng gọi là object, như là một hồ sơ nghe nhạc này, như là một hồ sơ hoặc là bạn nghe nhạc, hoặc là một cái trình mà tổng hợp những cái ứng dụng như là soạn thảo văn bản này, đồ họa này, chương trình ứng dụng này, các ứng dụng khác như là link này, đồng hồ này, bản tính này, trò chơi này, đúng không? Và ngoài ra gì? Và từ khi mà tung ra thị trường thì Windows được nhiều người đón nhận và tạo ra một sự thành công rất là lớn đối với lại Microsoft. Và từ đó là cái lý do chính đó mà Microsoft được nhiều người lựa chọn. Do là gì? Cái giao diện dễ sử dụng này, bắt mắt với cái độ họa cao. Và vì được sử dụng với nhiều người cho nên là các công ty phần cứng cũng như là công ty phần mềm đã tạo ra nhiều cái sản phẩm đi cùng cái mà video như là bàn phím này, con chuột này, USB và cái chương trình ứng dụng. Slide nào mà đi nhanh đấy hả? Cái này hay cái nào? Mấy cha à? Không cho cha kêu chưa có đủ thế. Xong rồi thầy, xong rồi. Ý sao còn có mấy ngày nữa mà kêu chưa đủ thế? Cái gì vậy? Đi chích ngừa hả? Hiện tại đến ngày đủ tháng nó kêu đi chích thôi. Mày lo. Mình nghe đâu hình như là Ultra bây giờ rút xuống còn 4 tuần hay 6 tuần gì đó mà đúng không? Không thể Sài Gòn không được áp dụng tại vì đang thiếu thuốc. À, AstraZeneca. Còn mấy cái kia thì 4 tuần, cái máy 3-4 tuần là xong rồi. Dạ. Astra giảm xuống, Astra giảm xuống còn 6 tuần rồi. Ủa mà video ở đây các bạn thấy các cái icon BlackBerry với lại thằng Samsung. Nhưng mà bị hiện
Bởi vì ở Việt Nam mình không xài được cái robot này được ai à? Các bạn dùng được cái robot này ha. Rồi con này các bạn sẽ thấy nhiều như là Lạc Việt nè, rồi ABG nè, rồi Adobe Reader, Sky, Zoom nha. Rất là nhiều nha. Và nhìn vô một cách gọi là gì, vô bắt mắt và thân thiện với mọi người. Và đối với cái nền đất qua đây là gì, là nên cài đặt các biểu tượng, và khi các bạn nhấp chuột lên bất kỳ một biểu tượng này ha, là thì người sử dụng có thể là người dùng có thể sử dụng được một cái ứng dụng tương ứng là gì, để đi vào khởi động các chương trình mặc định đi kèm với cái hệ hoặc là được cài đặt thêm sau này. Và những cái thành thì nó sẽ là gì, nó hay gọi là các bạn điều khiển. Em đã tiêm mũi một. Vậy thì có tiêm được thì cứ tiêm đi chứ. Người ta cho tiêm thì cứ tiêm chứ sợ gì trời. Tiêm mũi một bị dương tính chuyện thường, tiêm mũi hai bị dương tính còn chuyện thường hơn nữa. Nha. Tiêm mà chỉnh sửa ở đây đó là gì? Máy chỉnh. À, do mưa, đúng rồi. Mưa thì đường truyền nó bị ảnh hưởng. Đó là cái đường truyền của bạn có thử cái dây mạng cái... như nào? Ủa đủ tuổi thì mới thi mới tiêm được chứ? Chưa đủ tuổi sao tiêm? Cái này là giúp do mạng á, mạng bây giờ cũng gọi là mình sáng giờ mình dậy mình nó rớt là liên tục là chuyện thường. À, mạng wifi rớt liên tục. Ủa còn 10 ngày nữa mới đủ tuổi thì yên tâm, khi nào đủ tuổi nó đi chích là chích thôi. Nhưng mà phường không cho tiêm, lý do vì sao không cho? À, lý do vì sao không cho tiêm? Không đủ. À, chưa đủ tháng là đúng rồi. Ôi ơi, chưa đủ tháng mà. Trời ơi. Đến tháng 10 rồi. Còn một tháng nữa, còn nửa tháng nữa là tới rồi. Chưa đủ tháng. Em đủ rồi. Tiêm. Chưa đủ tuổi, chưa đủ tháng lấy gì mà tiêm. Nha. Tiếp theo ở đây đó là cái control panel, mạng điều khiển. Thì đối với control panel ở đây là các bạn có thể chỉnh sửa các cái thông số của chuột. Rồi bàn phím định dạng các màu sắc hoặc là hình nền hoặc là gì, các bạn có thể cài hoặc là gỡ các cái chương trình mà phần mềm nha. Tiếp theo đó là network connection, thì các bạn có thể thiết lập cái hệ thống nào là kết nối mạng đúng rồi, bằng chính đúng lịch chứ sao, trời ơi, cái gì đâu khó. Cái thứ hai đó là device and printer, thì các bạn sẽ thiết lập cái cấu hình cho cái thiết bị mà phần cứng và cái máy in ha. Em bị âm tính xong bị dương tính xong âm tính lại, giờ có đủ ngày đủ tháng em cứ đi chết đi, em cho đủ hai không sao cả, ai nói là người bị dương tính không được chết đâu. Rồi tiếp theo đó là all program, ở đây là bao gồm những cái chương trình mà ứng dụng ở trong cái Windows. Rồi, document, đây là gồm những cái mà người dùng đã được lưu trữ như là hình ảnh này, nhạc hoặc là tài liệu. Rồi, tiếp theo đó là My Computer. Đây là nơi chứa những cái ổ đĩa mà khác nhau. Ví dụ như cái ổ đĩa của bạn thường thường, các bạn hiện tại giờ mua máy có khoảng 3 ổ đĩa thôi. Đó là ổ đĩa C, ổ đĩa D và ổ đĩa E. Trong đó ổ đĩa C, đó là ổ cứng, ổ đĩa D và ổ đĩa C là ổ cứng và ổ C là ổ của hệ điều hành. Còn ổ D là các bạn lưu những cái thông số vào đó. Còn ổ E đó là đối với những cái trường hợp mà máy tính mua trước nó sẽ đó là ổ DVD. Còn đối với những cái máy tính sau này thì hầu như ổ E không còn nữa, mà lúc đó là gì? Nó sẽ dành cho USB. Được chưa nào? Rồi tiếp theo đó là chúng ta nói về cái chức năng hỗ trợ. Thì chức năng hỗ trợ ở đây chúng ta sẽ có hai loại chức năng. Đầu tiên đó là cài xong mà các bạn dùng liền ngay được, gọi là Plus and Play. Đó là những cái phần mềm, đây là những cái phần cứng mà các bạn vào
cài vào và có thể bạn dùng ngay được. Đó. Do đó nó tự động tìm được cái trình điều khiển driver của cái phần cứng và cài đặt cái cấu hình cùng cách thức hoạt động của cái phần cứng đó, ví dụ như là cái máy in. Khi các bạn để vô, nó tự động nó tìm và nó cài luôn cái máy in cho các bạn để đó các bạn dùng thôi. Cái thứ hai đó là kéo thả hay gọi là drag and drop. Đây là gì? Bất cứ đối tượng của cửa sổ có thể dùng chuột để chọn và di chuyển đến một cái nơi khác dễ dàng, hay gọi là gì, mover, hay gọi là di chuyển á. Bạn cầm chuột kéo vô để vô thư mục hoặc để vô cái file đó, xong các bạn cầm bằng kéo bằng thả vô, đó là cái kéo thả. Đó là chức năng mà hỗ trợ chúng ta có hai là chức năng, đó là gì, cài xong chúng ta dùng liền, và một cái nữa là bạn kéo và các bạn thả ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ gì? Dừng tại đây ha, hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Recording stopped. Bây giờ thì mình sẽ là Tiểu Nhân ha. Tiểu Nhân nào? Thầy. Thầy. Đợi mình tí để mình lấy cái điểm danh mình share lên luôn. Rồi ok, cái này vậy mình chuyển cho. Bạn nào còn giữ lại cái số 1 cho bạn xin bạn nào còn giữ không? Hay là vứt hết rồi? Trong group Facebook ấy. Có luôn trong group Zalo. Trong group Facebook đó thì các bạn bị kết bạn với nhau rồi mới vô được. Zalo có luôn. Thì kết bạn với nhau đi. Hả? Có. Kết bạn với nhau đi là vô group. Dạ. Thì Zalo đến nhau kết bạn với nhau thôi. Thế nào? Thầy ơi, vừa cho em hỏi là thử mấy cái bài này em đến nhau được các bạn thôi, cái gì đâu. Sao em? Cho em hỏi thử, nếu như mai mốt đi học lại tập trung ở trường, mấy cái bài này mình học lại được không thầy? Học lại hả? Nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ biết đó, đưa lên phòng đào tạo thì xem xét và sẽ gì, nếu như mà các bạn cần học lại thì nhà trường sẽ dạy lại. Hả? Ok, không? Cảm ơn thầy ạ. Được chưa? Hiểu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi thầy. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ điểm danh lớp đầu tiên, đó là lớp điều dưỡng 3001. Đúng rồi. Lúc đăng ký là mình nhớ là trường có quăng cho cái mà group lobby có không? Được, nó không có đi. Thôi xong, học nhờ. Bạn bản rồi. Thôi bạn nào còn nhớ đường link nó quăng lên cho bạn đi. Còn nhớ đường like đó không? Chắc còn nhớ chứ. Nhớ quăng lên giùm bạn á. Gì? Học online khó hiểu quá. Thế học trực tuyến hơn. Học online với học trực tuyến nó khác nhau chỗ nào không ta? Học online với học trực tuyến nó khác nhau chỗ nào vậy trời? Mày nói thì mình thấy kỳ kỳ, đọc lại xong mình thấy câu sao kỳ kỳ ấy. Chắc lại muốn ngắm thầy. Ồ, phải nhờ câu học online với học trực tuyến, mày biết học online học trực tuyến nó khác nhau chỗ nào mình cũng biết đó. Học trực tuyến thì được. Quất học trực tuyến luôn mới ghê chứ. Rồi ok. Khác tên rồi, ok hiểu. Rồi mình điểm nhanh ha. Rồi, đầu tiên là Lê Minh hình như đang đi chống dịch về US. Chưa đúng không? Lê Minh chắc chắn đi chống dịch chưa về nè. Rồi, Trương. Có thầy. Dạ có. Thảo Nguyên. Dạ có. Thảo Nguyên. Dạ có. Rồi, Ngọc Mai. Dạ có thầy. Ngọc Mai. Dạ có. Hoàng Anh. Dạ có. Có thầy ơi. Văn Hải. Ngọc Huy. Dạ có thầy.